Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong một cái bản điểm tin vào tối thứ Sáu hàng tuần. Như thường lệ thì bản tin của chúng ta sẽ có những cái đánh giá về tình hình thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua. Sau đó Hùng sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu cơ bản, một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một vài ý để chúng ta nói về định lượng thị trường trong tuần tới và tuần thứ ba, tức là tuần đáo hạn hợp đồng phái sinh. Thì trong bản tin video số 116 đó là phân tích thị trường chứng khoán tuần từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 8 thì Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị để cho anh chị của em của chúng ta có một cái biên để chúng ta quan sát, ví dụ như VN Index ở vùng 835 đến 845 điểm, VN30 và phái sinh, thì đấy là các cái ngưỡng chỉ số để giúp cho chúng ta có những cái định lượng về xu hướng thị trường trong một tuần vừa qua. Thì chúng ta nhìn lại tổng quan trong một tuần vừa qua. Đây, chỗ này là chúng ta ra bản tin video số 116 thì VN Index của chúng ta sẽ quan sát được vùng 835 đến vùng 845 điểm, và chúng ta thấy rằng là 3 phiên giao dịch đầu tuần thì VN Index bám rất sát ở cái biên trên, và đến phiên ngày thứ tư, đến phiên ngày thứ tư thì đã có những cái dấu hiệu tích cực của chỉ số VN Index, đó là VN Index của chúng ta đã đóng cửa vượt biên trên, tức là vượt cái biên 845 điểm. Và tại thời điểm đó thì Hùng Lê có những cái đánh giá ở trên Zoom không chat No02 về việc là thị trường đang có những cái xu hướng tích cực, và cái câu chuyện là thị trường sẽ đi về cái vùng tiệm cận kháng cự mạnh, đó là vùng 860 đến vùng 870 điểm. Và trong phiên kết tuần ngày hôm nay thì VN Index của chúng ta đã chạm về vùng 860 điểm và sau đó thì không giữ được ở cái mức cao nhất, thì tí nữa chúng ta sẽ có những cái câu chuyện để chúng ta đánh giá về VN Index. Đối với VN30 thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy, tức là Hùng đã đưa ra cho các anh chị một cái biên, và cái biên đó để làm gì, để chúng ta có những cái phân tích định lượng, và cái điểm trung bình của nó rơi vào khoảng 782 điểm. Thì trong những cái phiên giao dịch đầu tuần thì VN Index đã có những lần phá biên trên, tức là phá ở vùng 790 điểm nhưng mà không giữ lại được ở trong phiên, và phải đến phiên ngày thứ tư, tức là cũng là phiên ngày thứ tư thì tiệm cận đến vùng 890 điểm, và đến phiên ngày thứ năm thì mới vượt thoát được cái vùng ở đây là vùng 790, mới vượt thoát được vùng 790 điểm. Và trong phiên ngày hôm nay thì VN30 cũng đi về cái vùng kháng cự mạnh của chỉ số này, đó là vùng 800 đến khoảng vùng 810 điểm, 800-810 điểm, đấy là vùng kháng cự mạnh của chỉ số VN30. Còn đối với phái sinh thì chúng ta có một cái biên, đó là biên quan sát ở vùng 770 đến vùng 785 điểm. Và đối với phái sinh thì Hùng có nói đến với các anh chị, đó là khi chúng ta phân tích một trend dài thì trên cái trend dài đó thì chúng ta phải triển khai những cái ý đồ long hoặc short ở trong phiên đó, và trong các cái dữ liệu thì chúng ta phải sử dụng ở trên biểu đồ nến 5 phút, và đây là biểu đồ nến 5 phút của chúng ta để chúng ta sử dụng những cái phân tích kỹ thuật đó, những cái phân tích kỹ thuật. Và đối với chỉ số phái sinh thì chúng ta cũng có thể nhìn và đánh giá lại khi mà chúng ta phân tích chỉ số phái sinh ở vùng ở đây. Các anh chị xem lật lại những cái bản tin cũ, khi đó thì những cái điểm dao động rất là mạnh ở trong phiên, thì Hùng có nói rằng đây chính là những cái điểm dao động mạnh, và sau đó những cái điểm dao động này nó sẽ là những cái điểm dao động tắt dần. Và các anh chị nhớ là hai cái hình một mũi tên này đã vẽ ở trong những cái bản tin phân tích tuần ở trước đây, thì sau những cái dao động tắt dần đó thì sẽ giúp cho chúng ta nhận diện một cái xu hướng mới. Đó, nhận diện một xu hướng mới, và chúng ta đã phân tích một cái trend long rất là dài từ đâu đó vùng 715 điểm và lên đến thời điểm hiện tại là phiên ngày hôm nay là đến vùng 800 điểm. Chúng ta đã tạm nói đến vùng 800 điểm. Như vậy là một cái trend dài của chỉ số này đã đi được khoảng tầm độ từ 715, đúng không ạ? Như vậy là đã đi được khoảng 85 điểm. Thì với phái sinh, với quan điểm của Hùng Lê thì 85 điểm tạm được xem là một trend dài của phái sinh, bởi vì các anh chị cũng biết là phái sinh thì chúng ta ăn được 5 điểm, 10 điểm là chúng ta đã rất là vui vẻ rồi. Đó thì cái câu chuyện về phái sinh. Và trong phiên ngày hôm nay thì phái sinh đã vượt vùng 800 điểm, tuy nhiên phiên chiều thì cái chỉ số này đã không giữ được trước cái áp lực chốt lãi khi mà VN Index tiệm cận đến vùng kháng cự mạnh, và chỉ số này đã có những điểm sâu nhất về lại vùng 790, và sau đó thì có kết phiên thì có kéo lên, thì tí nữa chúng ta sẽ nói các cái kịch bản phân tích về phái sinh. Như vậy là trong tuần vừa qua thì chúng ta tạm đánh giá rằng đây là một tuần giao dịch tích cực của thị trường. Tại sao chúng ta lại nói như vậy? Bởi vì nếu như xét về cái cây đến tuần thì VN Index, VN30 và VN30F1M thì đều có một tuần tăng điểm rất là tốt trong cái thời gian vừa qua. Thì khi mà Hùng ra bản tin video số 116 thì sau đó thì Hùng thường có những cái bản tin phân tích định lượng về tuần ở trên team Zalo, và những cái bản tin này thì Hùng có share sang ở nhóm T0, chính là cái nhóm mà các anh chị có thể đăng ký tham gia ở dưới các cái bản tin tuần. Dưới các cái bản tin tuần thì có cái link đăng ký tham gia, thì hiện tại là có share lên trên đó để cho một số các anh chị em của chúng ta cũng có thể tham gia. Và trong tuần thì ngay từ đầu bản tin mở đầu tuần thì Hùng cũng có đánh giá là trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta đã nói đến nhiều đến những cái nhóm ngành, ví dụ như công nghệ, bất động sản, khu công nghiệp, nhóm ngành chứng khoán, ngân hàng, và một số các cái mã chủ đạo đã khuyến nghị mua. Còn cái giai đoạn của 6 tháng cuối năm thì chúng ta sẽ tập trung vào một số các cái nhóm ngành như thế nào, ví dụ các cái nhóm ngành được hưởng lợi từ hoạt động đầu tư công, hoặc là các cái nhóm mà được hưởng lợi từ các cái vốn FDI, rồi cảng biển, rồi hiệp định thương mại EVFTA, thì những cái ngành nào được chú trọng, ví dụ ngành nông nghiệp, ví dụ ngành phân bón đó, và một số các cái ngành xây lắp đó. Thì cơ bản là chúng ta có những cái định hướng dài về các cái mã ngành trước để chúng ta có thể đón đầu để chúng ta mua. Còn về các cái phiên giao dịch đầu tuần sẽ là các cái phiên giao dịch bản lề, và chúng ta thấy rằng là trong tuần thì chúng ta cũng đã có phân tích rất nhiều các cái mã cổ phiếu, và một cái tín hiệu mà đáng để lưu tâm đó là khi mà phái sinh tiệm cận đến vùng 800 điểm cách đây một ngày, tức là lúc đó là 11 giờ 36 phút, tức là kết thúc phiên giao dịch của ngày thứ 5, thì có nói đến cái câu chuyện là phái sinh của chúng ta đã tăng từ 700 đến 800 điểm, và đây là một cái nhịp long rất là dài rồi. Và mục tiêu tiếp theo của ngày mai, tức là ngày thứ 6 hôm nay, đó là phái sinh sẽ tiếp tục cán cái cột mốc 800 điểm, và mạnh hơn thì có thể đi về vùng 815 đến 820 điểm. Và chúng ta chú ý một điều là khi phái sinh trở lại trend short dài thì chúng ta chủ đạo là đánh vị thế short, và khi đó thì các anh chị cần phải bên cái mảng cơ sở thì chúng ta cần phải tất tay. Bởi vì khi mà thị trường suy yếu thì gần như tất cả các mã cổ phiếu của chúng ta, tốt, xấu, to, bé, nhỏ, to, đầu cơ hay là cơ bản, thì nó đều sẽ giảm theo cái chung của thị trường. Và có nhấn mạnh là đây là các cái cảnh báo sớm, và anh chị của chúng ta sẽ chủ động để bắt đầu gõ trống thu quân khi mà cái chỉ số phái sinh tiệm cận đến các cái vùng kháng cự mạnh. Thì câu chuyện là kháng cự mạnh của thị trường đến tại thời điểm hiện tại, chúng ta có thể tính toán là VN Index ở vùng 860 đến 870 điểm. Phái sinh sẽ ở vùng 815 đến 820 điểm, và VN30 sẽ ở khoảng vùng 810 đến vùng 820 điểm. Tức là cái basic của phái sinh và của VN30 thì bây giờ nó gần như nó là tương đồng nhau rồi. Thì đấy là những cái yếu tố rất là quan trọng. Còn tất cả các cái phân tích của Hùng ở trên tuần thì nó rất là nhiều, và chúng ta sẽ không nói đến trong các cái bản tin tuần. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi xem một số các cái mã cổ phiếu cơ bản của chúng ta trong tuần vừa rồi thì nó đang vận động như thế nào. Thì đối với Vic là trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng không có nhiều các cái dữ liệu, chủ đạo là Vic đi ngang đi ngửa ở quanh cái vùng 80 đến vùng 90, và đến thời điểm tại thì như vậy là trong tuần vừa qua thì Vic đã không thể bươn qua được cái vùng 90 và đang có những cái điểm giao dịch như này, và đây là những cái dấu hiệu khá là xấu. Thì không ngoại trừ khả năng là sang tuần tới thì Vic sẽ có những điểm trả lại ở vùng 85, thậm chí là có thể quay lại nền ở vùng 80. Đó, nên là những anh chị nào mà đang cầm VIX thì chúng ta lưu ý. Đối với Vinhome, hiện tại Vinhome đang gặp cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng kháng cự ở vùng 80. Thì trong tuần vừa qua thì Vinhome gần như chỉ đi sát ở cái vùng biên 80 và trong phiên kết tuần ngày hôm nay thì Vinhome đã cũng không thể giữ được ở một cái mức giá cao nhất ở trong phiên thì đối với quan điểm hiện tại của ông Lê thì đối với Vinhome á, thì sẽ có những cái điểm kháng cự ở đây, thì nếu anh chị nào đang cầm thì chúng ta sẽ canh chốt ở quanh vùng này thôi. Còn lại cái động lực để mà Vinhome kéo dài đi nữa thì chúng ta cần thêm tín hiệu dòng tiền, còn với tín hiệu dòng tiền như thế này thì Vinhome cũng sẽ không có nhiều cái dư địa để tiếp tục kéo. VRE trong thời điểm hiện tại thì chúng ta tìm ra một cái vùng hỗ trợ ở vùng 25 và vùng kháng cự của cổ phiếu nằm ở vùng 27.5 đến vùng 28, và ở cái vùng này thì chúng ta cũng chỉ có canh chốt ở trong một cái biên ngắn như thế này thôi, chưa có nhiều cái dư địa. Sapico SAB ngày hôm nay có một cái điểm kéo tương đối là đẹp, tuy nhiên là vẫn không giữ được cái mức cao nhất. Thì với quan điểm của Hùng, Sapico sẽ tiếp tục kéo, và cái điểm mà kháng cự mạnh của Sapico nó sẽ nằm ở khoảng vùng 195. Khoảng vùng 195 ở đây thì những cái vùng này thì chúng ta cũng, những anh chị nào mà đã mua theo những cái khuyến nghị ở đây đó là bắt 50 cổ phiếu để chúng ta giữ uống bia thì chúng ta sẽ canh ở khoảng vùng 190 đến 195, thì khả năng nhịp này Sapico sẽ đẩy được lên khoảng vùng 195 mà chúng ta canh để chúng ta chốt. Bò sữa Vinamilk. Ở Vinamilk trong một cái nhịp chỉnh giảm ở đây chúng ta dò tìm cái vùng hỗ trợ 105, từ vùng 105 này đánh giá rằng Vinamilk sẽ quay trở về lại vùng kháng cự 118 ở đây các anh chị, 118. Và trong tuần phiên ngày hôm nay thì hình như là gần lên đến vùng cao nhất là vùng 118, và sau đó thì Vinamilk có những cái nhịp test chỉnh trở lại. Thế cái câu chuyện là Vinamilk có vượt thoát được cái vùng kháng cự ở đây để đi sang một cái sóng nó cao hơn ở bên này hay không thì chúng ta cần thêm dữ liệu, và có thể sang tuần tới thì Vinamilk sẽ có những cái điểm test kỹ thuật các anh chị. Những điểm test kỹ thuật đó có thể đưa Vinamilk quay về vùng 114 đến vùng 112. Đó, về vùng 114 đến 112, và cái vùng này mà không thủng, lực cầu tiếp tục duy trì trở lại ở khoảng tầm 1,5 triệu đến khoảng tầm 2 triệu một phiên, thì cái xu hướng mà Vinamilk sẽ đánh trước mắt là sẽ đánh chạm kênh, đó là sẽ chạm lại vùng 120. Còn có vượt thoát được cái vùng 120 hay không thì chúng ta sẽ chờ những cái câu chuyện tiếp theo, bởi vì là chứng khoán thì chúng ta cần những cái dữ liệu phân tích hàng ngày để chúng ta có thêm những cái định lượng của ngày tiếp theo. Chúng ta nói đến một số các mã ngành hàng không. VRC thì bản thân quan điểm của Hùng là trong thời điểm hiện tại những cái mã cổ phiếu hàng không hồi là chúng ta bán. Vì sao? Bởi vì cái câu chuyện về Covid-19 và những cái tác động rất là nguy hiểm của Covid-19 đến nhóm ngành giao thông vận tải nói chung và nhóm ngành hàng không nói riêng, thì VDC cũng không nằm ngoại lệ những câu chuyện đó, và trong thời điểm hiện tại thì không có khuyến nghị đầu tư nhóm ngành hàng không. VDC những cái tín hiệu kỹ thuật ngắn thì có thể hồi phục, mắc thì có thể hồi phục lên được khoảng vùng 105. Nhưng với tín hiệu dòng tiền như thế này thì nó cũng khá là khó. HVN như vậy là HVN trong một cái nhịp mà HVN chỉnh giảm thì chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ 21.5, và từ vùng này thì cổ phiếu sẽ có xu hướng phục hồi lại vùng 24 đến vùng 25. Với tín hiệu thị trường như này thì quan điểm là chúng ta hồi để chúng ta chốt đấy, chúng ta không có mở điểm mua. ACV cảng hàng không thì cảng hàng không bài cũng như vậy, đang có những cái điểm hồi phục ở đây, và maximum thì có thể nó sẽ chạm lại được vùng 56 đến vùng 57. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì cũng hoàn toàn có thể là các anh chị sẽ canh để chúng ta có thể chốt ở những cái điểm phiên ngày thứ 2 và phiên ngày thứ 3 tuần tới đối với cổ phiếu ACV. Chúng ta nói đến BVH, Masan BVH. Đối với BVH trong một cái nhịp chỉnh giảm ở đây chúng ta tìm vùng hỗ trợ 40, từ vùng này thì thường cổ phiếu sẽ hồi phục lại về cái vùng trước đây là vùng hỗ trợ, thì bây giờ trước đây là vùng hỗ trợ thì sẽ trở thành vùng kháng cự, và trong phiên cuối tuần thì BVH có một cây nến đỏ và lấp lại cái nỗ lực tăng điểm của phiên ngày hôm qua. Thì sang tuần tới chúng ta sẽ quan sát BVH ở khoảng vùng 45.5. Vùng 45.5 này không gãy thì như vậy là BVH có khả năng còn một cái nhịp kéo nữa về khoảng vùng 50. Như vậy là cái tọa độ mà BVH kéo về vùng 50 thì nó sẽ khớp nối với cái hạ tầng của VN Index, VN30 và VN30 F1M sẽ kéo về những cái vùng kháng cự cao hơn. MSN Masan Đó thì một số các cái tài khoản mà các anh chị có nói đến câu chuyện về Masan á, thì chúng ta nói đến cái lực hồi, và cái lực hồi này của Masan thì nó sẽ chạm maximum được khoảng ở vùng 55 đến vùng 56, và chúng ta thấy trong tuần vừa qua cả một tuần thì Masan gần như không bươn được, tức là không vượt thoát được cái vùng kháng cự này, và cái hệ lụy là phiên cuối tuần như thế này nó là tương đối xấu với Masan. Và với một cái câu chuyện là khi cổ phiếu chạm về vùng kháng cự mà không vượt thoát được thì thường cổ phiếu sẽ giảm mạnh ở đằng sau đó, và nó sẽ test lại nền, và như thế thì xu hướng Masan sẽ là tuần tới thì xu hướng Masan như thế này là Masan sẽ đây, cái nhịp hồi phục này thì đánh giá là về khoảng vùng 55 đến vùng 56. Vượt thoát được vùng 55 56 thì có câu chuyện tăng giá tiếp theo, không vượt thoát được thì cổ phiếu sẽ chỉnh giảm. MCH, mã cổ phiếu MCH này thì cũng là một cái mã cổ phiếu trong cái hệ của Masan. Thanh khoản nó hơi là thấp, chính vì vậy nên là chúng ta cũng tham gia ở một cái tỷ trọng nó vừa phải, và cổ phiếu này thì vừa mới chia xong nên là cái đồ thị vẽ đây ở đây là hình như là trước đây thì chúng ta đề cập đến vùng 80, nhưng mà bây giờ nó sẽ rơi về vùng 75 bởi vì nó chia ở sau, cổ phiếu sau chia. Với tín hiệu kỹ thuật hiện tại, dòng tiền đang có xu hướng gọi là xu hướng tích lũy trở lại, thì MCH sẽ có xu hướng đi ngang ở quanh vùng 71 trước khi mà cái lực cầu quay trở lại để lấp lại gap ở đây. Thì còn trong cái kịch bản của MCH thì MCH vẫn sẽ ở trong một cái trend tăng giá. Tuy nhiên là cổ phiếu này thì nó đánh rất là chậm và dài, chính vì vậy nên là câu chuyện là chúng ta cần phải kiên nhẫn nếu mà chúng ta tham gia cổ phiếu MCH. Đối với mã cổ phiếu MWG, MWG thì cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đây đang là những cái nhịp hồi phục mang tính kỹ thuật, bởi vì MWG đã có một cái sự suy giảm rất là dài ở đây, và sau khi mà cái sự suy giảm này thì MWG đang hình thành những cái xu hướng đi ngang ở trong một cái biên hẹp. Trong một cái biên hẹp ở đây đó là vùng ở đây, cái biên hẹp ở đây là vùng 70 đến vùng 90, và trong một cái biên hẹp như này. Và MWG thì cũng là một mã cổ phiếu mà cũng sẽ bị chịu rất nhiều những cái tác động của Covid-19 và sự suy thoái về kinh tế, chính vậy nên là ở giai đoạn này thì MWG cũng không còn thơm nữa, và hồi phục lên thì chúng ta canh để chúng ta bán và không có tham gia đầu tư. PNG, PNG thì trong tuần vừa rồi có giá vàng nó lên xuống, nhưng mà cái câu chuyện đó thì nó không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của cổ phiếu này đâu. Và trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng thấy rằng là cái thanh khoản dòng tiền không có, PNG dòng tiền hiện tại đang rất là kém, và PNG cũng rơi vào một cái nhịp giảm dài. Nó cái mô hình vận động của PNG hiện tại khá giống với MWG, đó là vận động trong một cái biên hẹp ở vùng 50 và kháng cự ở đây khoảng vùng 60. Trong một cái biên hẹp như này, và cái biên trung bình của nó khoảng vùng 55. Với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì sang tuần có thể PNG sẽ có tiếp một cái lực hồi, và cái lực hồi max nó chỉ chạm khoảng về vùng 60, và anh chị nào mà chúng ta đang cầm thì chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt. Chúng ta nói đến một số các cái mã cổ phiếu của ngành nhựa BMP. Nhựa Bình Minh thì trong các cổ phiếu của nhóm ngành nhựa thì khả năng Bình Minh đang là một cái mã cổ phiếu mà có trend đẹp hơn cả so với những mã cổ phiếu khác, ngoại trừ cái mã cổ phiếu APH mới lên sàn. Thì Bình Minh như vậy là vùng kháng cự 55 hiện tại là khá là khó khăn rồi, và cái vùng hỗ trợ của Bình Minh khi mà Bình Minh chỉnh chúng ta tìm ở khoảng vùng 46 đến vùng 47, và những cái nhịp hồi phục này thì đang đưa Bình Minh về lại cái vùng kháng cự ở đây, đó là vùng 52 đến khoảng vùng 53. Quan điểm là chúng ta sẽ chốt thôi, chứ còn trend đi tiếp theo của Bình Minh thì cũng cần thêm một cái lực đánh của dòng tiền, và hiện tại cái lực đánh của dòng tiền đó thì Hùng cũng chưa có nhận thấy. Mã cổ phiếu DAG thì trong biên hẹp cũng đang như vậy. Vùng hỗ trợ ở đây của cổ phiếu này ở vùng 5.4 và kháng cự ở đây là vùng khoảng vùng 6.2, và cổ phiếu này thì đang đi ở trong cái biên hẹp như này, chạm hỗ trợ thì có thể chúng ta mua và gần chạm kháng cự thì chúng ta bán. Mã cổ phiếu BANA, ngày hôm nay thì chúng ta có nói đến cổ phiếu BANA và mua. Mua cổ phiếu BANA và lực đánh của BANA với phiên ngày hôm nay như vậy dòng tiền khá là tốt, và đây có khuyến nghị mua, và một số anh chị thì có nói đến câu chuyện là khi chúng ta mua thì đây cầu vào và thoát nền thì có thể cân của phiên ngày hôm nay. Thì trong những cái phân tích ngắn hạn ở đây thì chúng ta có thể thấy rằng như sau: cổ phiếu BANA sau khi mà cổ phiếu này tạo nền ở vùng 11 thì cổ phiếu có cái dấu hiệu phục hồi, và phiên ngày thứ tư cổ phiếu BANA đã có một phiên đánh rất mạnh, phiên ngày thứ năm test nhẹ thì đến phiên ngày hôm nay là cái dòng tiền tiếp tục đánh lên. Chính vì vậy nên là khuyến nghị mua, thì câu chuyện là BANA ở trong nhịp này các anh chị mua phiên ngày hôm nay chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì lực này thì về cơ bản là BANA sẽ đánh lên ít nhất là khoảng vùng giá 13 đến vùng 13.5, và bây giờ thì BANA đang gặp một cái ngưỡng kháng cự, đây là ngưỡng kháng cự 14. Đó, thì câu chuyện là nếu như cổ phiếu này mà vượt thoát được vùng kháng cự 14 thì đấy là một cái trend rất là đẹp của cổ phiếu BANA. Tuy nhiên trước mắt thì chúng ta sẽ kỳ vọng hoàn thành một cái nhịp đánh T cộng ở vùng 13, mạnh hơn sẽ đi về vùng 13.5 đến vùng 14 đối với mã cổ phiếu BANA. Mã cổ phiếu APH thì đẹp quá, mã cổ phiếu này là hơi tiếc, hơi tiếc ở cái vùng, vẫn nói với tất cả anh chị em đó là vẫn tiếc ở cái vùng 55 đến vùng 57 ở đây. Vùng lên sàn này chúng ta không mua được, nhưng vùng này là chúng ta hoàn toàn có thể cân được. Còn đến thời điểm hiện tại khi cổ phiếu mà đã đua theo như thế này thì cái cơ hội mà chúng ta đua theo thì nó hơi rủi ro. Chính vì vậy nên là cái cách để chúng ta lựa chọn là ta sẽ tránh những cái rủi ro đấy đi. Cổ phiếu G, cơ điện lạnh G. G thì vẫn nói vui với tất cả anh chị em đó là một mã cổ phiếu hồi xuân, bởi vì cái chị mà làm tổng giám đốc ở bên này điều hành G là con gái nên là vẫn trêu chị như vậy, bởi vì là chúng ta thấy rằng G là một mã cổ phiếu nó cơ bản tốt. Tuy nhiên trong một cái quãng thời gian vừa qua từ năm 2018 đến bây giờ là gần như G không có một con sóng nào đáng kể ở một cái blue chip cơ bản tốt như vậy, và Duy chỉ có đánh ở vùng 28 và mắc tạo được ở khoảng vùng 35 đến vùng 36. Thì trong cái thời điểm hiện tại, tức là trong cái thời điểm mà khi Duy có những cái vùng chuyển ngang chuyển ngược ở khoảng vùng 30.5 đến vùng 31, thì cũng có nói đến Duy có một cái nhịp phục hồi đầu tiên nó sẽ đánh về khoảng vùng 33, sau đó chỉnh kỹ thuật lại ở đây. Không gãy khoảng vùng 31.5, lực cầu tiếp tục quay trở lại thì Duy sẽ đánh chạm vùng 36. Trên những cái phân tích kỹ thuật hiện tại thì G hoàn toàn có thể đánh vượt vùng 36, tức là chạm vùng 36, và nhịp này thì có thể kỳ vọng G sẽ đi về khoảng vùng 37 đến vùng 38, khoảng vùng 37 đến vùng 38. Đó thì cũng coi như là chạm lại đỉnh và đỉnh cũ ở đây là đỉnh 38 kháng cự, thì khả năng G cũng chỉ đi được như vậy thôi. Và anh chị nào mà đang cầm nắm giữ G thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt một phần ở vùng 36. Tức là khi cổ phiếu chạm kháng cự thì chúng ta sẽ ra đi khoảng tầm 50% hàng. Chúng ta có 1.000 cổ phiếu, chúng ta sẽ bán đi 500 cổ phiếu ở vùng 36. Giữ lại 500 cổ phiếu đó, nếu trường hợp cổ phiếu tăng lên vùng 36.5 chúng ta có thể bán đi 10%, đúng không ạ? Lên đến vùng 37 bán đi 10%. Nếu cổ phiếu tiếp tục lên, ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ chờ những cái mốc cao hơn. Còn ngược lại, lên đến vùng 36 cổ phiếu bị gãy hoặc là bị bán rất là mạnh và bị gãy kỹ thuật thì chúng ta sẵn sàng chúng ta bán tiếp 50% còn lại. Thì cái cách mà chúng ta ra hàng là như vậy, chúng ta cứ điểm đạm, đúng không ạ? Gặp kháng cự là chúng ta cứ thế chúng ta mang hàng ra chúng ta táng. Ok, phân tích một số các cái mã ngành của ngành công nghệ thông tin. Thì đây cũng là một cái nhóm ngành mà dự kiến là sẽ hoàn thành cái kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2020. Thì đối với FPT thì chúng ta chỉ nói đến một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây. Đó là từ vùng đâu đó ở khoảng vùng 45 đến vùng 46 và hồi phục lại vùng 48 đến vùng 49. Quan điểm là khi cổ phiếu chạm hỗ trợ chúng ta mua, còn khi chúng ta đã chạm những cái vùng kháng cự trên này rồi thì chúng ta có hàng để chúng ta bán. Nếu chúng ta chưa có hàng thì chúng ta cứ bình tĩnh cầm tiền để chúng ta chờ đợi một cái cơ hội mới, bởi vì cơ hội ở trên thị trường chứng khoán nó rất là nhiều. Tí Hùng sẽ chứng minh cho các anh chị xem, ngày hôm nay thị trường giảm nhưng chúng ta vẫn có những mã cổ phiếu để chúng ta mua được và điểm mua đẹp luôn, không có gì phải sợ cả. Ví dụ cổ phiếu BANA đó, DGW thì giai đoạn này đó là cái vùng 45, cơ bản vùng 44 45 ở đây đó là cái vùng kháng cự mạnh rồi, và dư địa để cổ phiếu mà đánh vượt thoát tiếp một cái vùng này nữa thì cũng cần rất là nhiều cái tín hiệu dòng tiền ở đây. Và quan điểm là chốt, và trong một cái nhịp mà hỗ trợ giảm lại ở đây thì có khuyến nghị bắt lại ở đây, bắt lại đâu đó ở khoảng vùng 37, 38 gì đó các chị, và thậm chí là vùng 40 và hồi phục lên đến khoảng vùng 43, 44 thì chúng ta té. Mã cổ phiếu công nghệ nữa là CMG đó, anh chị nhìn thấy chưa? CMG thì nó không có gì phức tạp cả, không có gì phức tạp cả. Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ cái đường đi của nó thì chúng ta đã có những cái điểm đánh ở đây đó rất là hợp lý, và cái vùng kháng cự của nó khoảng vùng 32, khoảng vùng 31.5 đến vùng 32. Thì về đến vùng này thì cổ phiếu thường chỉnh và về đến cái vùng hỗ trợ ở đây, đó là khoảng vùng giá 27.5 đi, chúng ta nâng lên khoảng vùng 27.5 để chúng ta dễ đó. Ở cái vùng hỗ trợ khoảng vùng 27.5 thì cổ phiếu thường có xu hướng hồi phục và chạm gần cái vùng 27.5 đến vùng 28 thì chúng ta mua. Còn khi cổ phiếu đã bươn lên đến trên này thì chúng ta đừng có mua, bởi vì như vậy hình dung là chúng ta sẽ bị xả. Và đây thì bắt đầu chạm về vùng 31.5 một cái là coi như cổ phiếu bắt đầu có những cái xu hướng chỉnh giảm, thì chúng ta lại chờ cho cổ phiếu giảm hết, chạm về vùng hỗ trợ thì chúng ta lại tiếp tục hành quân. Ok, chúng ta sẽ phân tích tiếp nhóm ngành xây lắp Novaland. Novaland như thế này là xấu rồi các bác ạ. Novaland là xấu rồi. Trong một cái nhịp mà chúng ta nói đến ở đây đó là vùng 64. Ở vùng 64 này cổ phiếu không gãy, không gãy thì chúng ta mới có tiếp một cái vùng ở đây, kỳ vọng vùng 68 đến vùng 70. Tuy nhiên với những cái tín hiệu hiện tại và trong tuần thì một cái lượng hàng bán ra tương đối ở trên cái vùng 64, và phiên kết tuần hôm nay là còn đạp xuống ở vùng 62, sau đó có một cây nến rút chân lên. Thì những anh chị nào mà đang cầm Novaland thì chúng ta thôi, như vậy là đến vùng 64 và chúng ta lật lại cái lịch sử mà khi chúng ta phân tích cổ phiếu Novaland từ vùng giá 52 và lần lượt đạt vùng 60 và sau đó đạt vùng 64, thì như vậy là nó cũng là quá là tuyệt vời rồi. Và đến cái vùng này thì chúng ta nếu mà gọi là may mắn thì chúng ta sẽ có tiếp được ở những vùng chốt ở vùng cao hơn, còn nếu không thì chúng ta sẽ coi như hiện thực hóa lợi nhuận của chúng ta, như vậy cũng là một cái vòng đánh rất là tuyệt vời. Mã cổ phiếu Cotecom CTD. Đối với CTD thì trong một cái tổng quan chúng ta nhìn ở một cái góc nhìn trung hạn thì CTD đã có một cái nhịp chỉnh giảm dài, và sau đó thì các anh chị nhớ những cái đường vùng vẽ lên vẽ xuống đây, đó là chúng ta mô phỏng một cái quá trình để chuyển pha xu thế của Cotecom. Thế thì cái quá trình chuyển pha xu thế này thì nó thành công hay không thành công, thì quan điểm của Hùng nó là thành công, bởi vì chúng ta đã nhìn thấy rằng những cái điểm đánh của Cotecom đang dần cao dần đó, thì như vậy là cổ phiếu đang đi vào một cái trend up, và cái trend up này thì bây giờ chúng ta gặp cái ngưỡng cản khó khăn nhất của thị trường của chúng ta, đó là Cotecom ở vùng 80 điểm, xin lỗi cả nhà, 80, vùng giá 80. Và trên cái con đường trend up đó thì chúng ta làm gì, chúng ta xử lý như nào? Chạm kháng cự thì chúng ta bán ra, tức là ví dụ cổ phiếu tiệm cận về vùng 79.5 đến vùng 80 chúng ta bán, và chạm với vùng hỗ trợ thì chúng ta sẽ mua vào. Và cái vùng hỗ trợ ở đây thì bây giờ quan điểm là thị trường chung, vấn đề là thị trường chung, thì chúng ta sẽ lấy đi 1/2 của cái vùng đã tăng được ở đây, tức là chúng ta sẽ lấy ở khoảng vùng 73 sẽ là vùng hỗ trợ tiếp theo của Cotecom. Và nếu như Cotecom có chỉnh cùng với thị trường chung thì chúng ta sẽ nói đến câu chuyện Cotecom ở khoảng vùng giá 73. Và Cotecom đang đi như thế nào? Thì đang đi một sóng up, và chúng ta cứ bình tĩnh như vậy, cứ chạm hỗ trợ chúng ta mua, chạm kháng cự thì chúng ta bán, bình tĩnh, ok. VCS, nói đến cổ phiếu VCS, chúng ta xếp vào nhóm xây lắp thì nó không đúng, bởi vì nó là nhóm vật liệu xây dựng, nhưng mà tạm thời chúng ta cứ cho vào đấy. Thì VCS ở trong một cái quá trình giảm, đây VCS cũng rơi một cái quá trình rơi rất là dài ở đây các anh chị. Và liệu ở cái góc nhìn ở đây thì có thành sóng hay không, thì theo như Hùng là sẽ thành sóng. Sẽ thành sóng sau một cái thời gian mà VCS ở khoảng vùng 52.5. Đây sẽ là cái vùng hỗ trợ để hình thành sóng của VCS ở bên này con dốc. Thế thì trong cái quá trình mình thành sóng á, thì nó sẽ có những cái điểm đánh lên đánh xuống. Đánh lên đánh xuống, và những cái điểm đánh lên đánh xuống đó thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến ở khoảng vùng 68. Ở vùng 68 của VCS và vùng 50 ta đẩy lên 53 đi cho nó thoải mái. Đó là khoảng vùng 53 đến khoảng vùng 68 và VCS sẽ đánh ngang đánh ngửa trong cái vùng này và sẽ cạn vôn. Sau một thời gian như vậy đó thì chúng ta sẽ có thể, rất có thể là cái điểm chuyển pha của VCS sẽ nằm ở khoảng vùng giá 60, sẽ chuyển pha ở khoảng vùng giá 60 thì chúng ta sẽ quan sát thêm mã cổ phiếu này. Một mã cổ phiếu nữa mà kết quả kinh doanh tốt, kết quả kinh doanh tốt nhưng mà dòng tiền chưa vào. Thì câu chuyện là kết quả kinh doanh tốt rồi, doanh nghiệp tốt rồi, đằng sau doanh nghiệp đó phải có ai, phải có cái gọi là dòng tiền tạo lập. Thì trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu này ở khoảng vùng 25.6, đó là cái vùng tạo lập của biên trên và vùng hỗ trợ dưới cổ phiếu này ở 20. Và để mà hình thành được một cái nền ở đây thì cổ phiếu Đạt Phương cũng sẽ cần khá là nhiều thời gian. Và cái câu chuyện là cổ phiếu nó sẽ đi đến đâu, đi đến khi nào thì nó mới xong, thì cái câu trả lời này thì Hùng không có trả lời được, và Hùng chỉ có quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu, và đến khi nào mà xong, đến khi nào xong thì khi đó chúng ta sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật. Và về cơ bản thì đối với Đạt Phương thì có thể tính toán ở một cái tọa độ chuyển pha xu thế dài của cổ phiếu này ở quanh vùng 22 đến vùng 23. Rồi thêm HDG. HDG là một mã cổ phiếu tương đối là tốt anh chị, và trong thời điểm hiện tại ngoài cái chức năng là nhà thầu xây lắp về mảng xây dựng thì Hà Đô đang lấn sân sang một cái lĩnh vực khác, đó là lĩnh vực về năng lượng. Chính vì vậy nên là khả năng là cái quý vừa rồi kết quả kinh doanh tốt là có thể có một phần, Hùng chưa có đọc về báo cáo tài chính của em này, nhưng nó có một cái phần doanh thu, một cái lợi nhuận đột biến như vậy thì nó đến từ đâu thì chúng ta cần tìm hiểu lại kỹ ở cái báo cáo về phân tích cơ bản. Còn trong thời điểm hiện tại, trong giai đoạn hiện tại, đó là Hùng có đánh giá về Đạt HDG. Khi mà HDG có một nhịp tăng ở đây thì kỳ vọng nó sẽ có những điểm test lại ở khoảng vùng 19.5 đến vùng 20, 19.5 đến vùng 20. Và trong buổi tối ngày hôm qua thì chúng ta có phân tích HDG, và trong phiên sáng ngày hôm nay thì có nói đến HDG ở khoảng vùng giá 21.2.3 gì đó các anh chị, ở quanh vùng trên vùng tham chiếu một tí, ở khoảng vùng 21.2. Đó thì khi đó thì chúng ta bắt đầu chúng ta mua. Và cổ phiếu HDG thì các anh chị yên tâm với cái lực đánh như này. Đó, chúng ta thấy rằng cái cơ hội trên thị trường chứng khoán nó là luôn luôn có, nên là chúng ta không có gì phải vội vàng cả. Và đây là sóng này chỉnh giảm, và đây là một cái mô hình gọi là mô hình cánh quạt. Mô hình cánh quạt này là cái mô hình cũng rất là kinh điển ở trong phân tích kỹ thuật, và kỳ vọng là HDG sẽ đi đúng theo cái mô hình cánh quạt này. HDG, HDC. Đối với HDC chúng ta nhìn tổng quan một tí nào. Đó, HDC cũng đã là một cái mã cổ phiếu mà đến thời điểm hiện tại là chúng ta cũng thấy rằng là những cái tính tạo lập của nó rất là tốt, và cổ phiếu này thì cũng đang gọi là trên một cái quá trình uptrend, riêng quá trình uptrend. Thì sau khi mà HDG có những cái HDC có những cái điểm giảm ở đây, và chúng ta hình thành lại được một cái nền ở đây rất là dài. Cũng rất nhiều những anh chị là rất là mệt mỏi đối với cái giai đoạn tích lũy này của cổ phiếu. Thì cái vùng kháng cự đây vùng 17, và cái vùng hỗ trợ đây của cổ phiếu ở khoảng vùng 15.3, và cổ phiếu đánh ngang đánh ngửa trong cái biên này. Và trong tuần này thì cổ phiếu có những cái tín hiệu về dòng tiền đánh vượt thoát vùng 17. Trong phiên ngày hôm nay thì hơi tiếc, đó là sao, đó là vì phái sinh có những cái điểm chỉnh giảm, còn không là có thể là HDC đã có những cái điểm mà đánh vượt thoát vùng 18. Thì với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì thường là cổ phiếu sẽ có những cái điểm test lại, test cung lại ở khoảng vùng 17, và từ vùng 17 này đó cổ phiếu không thủng, và lực cầu tiếp tục duy trì trở lại ở khoảng tầm độ 1,5 triệu đến 2 triệu cổ phiếu một phiên, và chúng ta sẽ có những cái dấu hiệu để nhận diện như vậy là xu hướng của cổ phiếu tăng tiếp hay là giảm tiếp. Thì đấy là những cái cách mà quan sát của Hùng ở trong phiên, thì Hùng sẽ có những cái phân tích tiếp theo chuyên sâu hơn. Mã cổ phiếu nữa là HBC, cũng rất nhiều các anh chị chúng ta quan tâm đến mã cổ phiếu này. Thì HBC ở bên một cái nhịp chúng ta phân tích sóng lên ở đây và chỉ đạt được mắc ở vùng giá 12.5 và hình như Hùng nhớ không nhầm là target của chúng ta đạt được đề ra ở khoảng vùng 13. Thì sau đó thì cổ phiếu này rơi và rơi về thì chúng ta tìm lại vùng hỗ trợ đây là vùng 8.5 đến vùng 9. Một tuần mà HBC đi ngang siết chặt với thanh khoản ở mức trung bình 21 phiên rơi vào khoảng tầm 4 triệu cổ phiếu. Thì với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại như thế này thì HBC nó cũng sẽ chưa tăng được, và nó cần có một cái tín hiệu vượt thoát dòng tiền nó khoảng tầm trên 8 triệu đến 10 triệu cổ phiếu, tốt nhất là phải tầm trên 10 triệu cổ phiếu. Và giá cổ phiếu tăng mạnh trong phiên khoảng tầm 3% trong phiên thì như vậy là chúng ta mới có một cái dấu hiệu xác nhận ở đây là HBC sẽ tiếp tục đánh. Còn về như với tín hiệu kỹ thuật như này thì HBC khả năng sẽ có những cái tiếp tục về cái hành trình đi ngang. HTN, đối với HTN thì chúng ta sẽ nhìn ở trên biểu đồ đến tuần một tí, còn nhìn ở trên biểu đồ đến ngày thì nó sẽ khá là khó chịu. Thì quan điểm là HTN đang có một cái vùng hỗ trợ đây, đó là vùng 17.5. Và trong cái thời điểm cái giai đoạn hiện tại là HTN đang có những cái điểm đánh tích lũy, các anh chị, và sau một cái điểm đánh tích lũy này thì cổ phiếu phải vượt thoát được vùng 20, và sau đó thì dòng tiền tiếp tục ổn định và duy trì ở trên cái mốc này thì khi đó thì HTN sẽ có những cái điểm đánh dài hơi hơn. Còn trong cái thời điểm hiện tại thì những cái điểm đánh này thì khả năng là sẽ chưa có những cái điểm đánh dài hơi, và ở cái vùng hỗ trợ 7.5 và trước mắt kháng cự nó sẽ rơi vào vùng 19.5 đến vùng 20. Trong HTN sẽ đánh ở trong cái biên hẹp như này. Ok, chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành dầu khí. Thì đến thời điểm hiện tại thì nhóm ngành dầu khí có những thuận lợi gì, có những khó khăn gì? Thì ở trong 6 tháng đầu năm thì gần như nhóm dầu khí của chúng ta không có nhiều dư địa và chủ đạo là giảm, một trend giảm, và sau đó thì bắt đầu đến tháng 4 cổ phiếu này nhóm ngành này có những cái nhịp hồi phục, đi lên. Và đến thời điểm hiện tại thì Hùng đánh giá rằng nhóm ngành dầu khí đang có những điểm tích lũy đẹp. Những điểm tích lũy đẹp đó bắt đầu chúng ta sẽ nói đến mã cổ phiếu GAT. Thì từ cái thời điểm mà các anh chị có thể nhìn thấy từ tháng 5 và cho đến tận bây giờ thì chúng ta chỉ nói GAT đến ở vùng hỗ trợ 64.5 và vùng kháng cự của GAT ở khoảng vùng 73 các anh chị, ở khoảng vùng 73. Đó, thì trong tuần vừa qua thì GAT đã có những cái điểm đánh vượt thoát ở đây là vượt thoát vùng 70 và đang tiệm cận đến vùng 73. Thì cái câu chuyện là cổ phiếu GAT có vượt thoát được cái vùng 73 hay không? Đó, có vượt thoát được cái vùng 73 hay không để đi về những cái vùng giá mục tiêu cao hơn, đó là vùng giá 80. Thì bây giờ chúng ta phải đặt cái bối cảnh của nhóm ngành dầu khí trong tổng quan của thị trường. Đó, trong tổng quan của thị trường thì dưới những cái góc nhìn của Hùng Lê, đó thì nhóm ngành dầu khí sẽ có những cái khởi sắc ở trong giai đoạn tiếp theo và có thể sang tuần tới. GAT đánh vượt thoát được vùng giá 73 thì như vậy là có thể trong nhịp này GAT sẽ đánh chạm vùng 80. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại là đang nhìn thấy ấm ấm rồi đấy, tức là đang nhìn thấy có những cái điểm mà GAT sẽ đánh, đó, GAT sẽ đánh. Thì những anh chị đang cầm nắm mã cổ phiếu GAT thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể quan sát tiếp tuần tới ở cái mốc 73. PVD. PVD thì một số anh chị có hỏi Hùng ở trên room là có mua hay không, thì Hùng trả lời là bây giờ bình tĩnh không mua, với lý do là PVD đang đi về cái vùng kháng cự ở đây là vùng kháng cự 11. Ở đó khi mà cổ phiếu có những cái điểm kháng cự mạnh thì chúng ta tạm thời sẽ chưa mua. Đó, chúng ta mua ở những cái điểm mà khi trong quá trình của chúng ta phân tích một cái trend xuống và cổ phiếu chạm hỗ trợ và có những cái lực đây, ví dụ như phiên này thì chúng ta có thể mua. Đó, khi mà lực đánh của dòng tiền khá là tốt. Thì với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của PVD thì chúng ta sẽ phân xử cái câu chuyện này nó như thế nào. Thì PVD sẽ có những cái điểm test cung lại ở khoảng vùng giá 10 sang tuần tới. PVD sẽ có những cái điểm test cung lại vùng 10 và chúng ta quan sát ở vùng 10. Nếu như lực cầu và nó xuất hiện những cái cây nến mà đi ngang siết chặt ở đây và lực cầu quay trở lại ổn định, thì lúc đó chúng ta mở điểm mua dầu khí thì rất là ok. Đó, thay vì chúng ta đua theo ở những cái vùng 10 chấm gần đến vùng 10.1 10.7 vùng 11 thì chúng ta chờ đến vùng 10 để chúng ta mua, thì như vậy là các cái điểm mua của chúng ta sẽ rất là lợi về giá vốn của chúng ta. Ok. PVS cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó là PVS chạm vùng kháng cự 12. Xin lỗi cả nhà, vùng 12.5. Đây, để ông thử tìm lại xem có đúng là như vậy không. Bởi vì là một số các anh chị của chúng ta là không có được ở trên cái team hỗ trợ chuyên sâu của Hùng Lê. Chính vì vậy khi Hùng nói thì có thể các anh chị sẽ bỡ ngỡ là ông này bây giờ nó đạt như thế thì chúng ta mới nói, thì cái câu chuyện đó là Hùng không có tranh luận cái câu chuyện đúng sai. Đó, Hùng có như thế nào thì Hùng nói với các anh chị như thế đó, và các anh chị có thể kiểm tra lại những cái mã cổ phiếu mà Hùng phân tích. Trong suốt quá trình bây giờ của chúng ta là 116 bản tin chứ không phải là một bản tin. Đó, nếu một bản tin thì các anh chị còn bảo là thế này thế kia, còn chúng ta đã có 116 bản tin phân tích và định lượng thị trường trên kênh YouTube. Thì 2 ngày trước là các anh chị có hỏi đến cái câu chuyện là có mua P hay không. Đấy, thì ví dụ như đây, GAT đang chặn xu hướng này. Đó, PVD này, vùng cản này. Đó, PVS vùng kháng cự 12.5 đến vùng 13 này, hoàn toàn tương tự gọi là tương tự ý đồ của PVD. Thì đấy là những cái vùng cản kháng cự, thì khi cổ phiếu đó PVS hôm nay về đến 12.5 đổ luôn. Ngày hôm qua về đến 12.5 đổ luôn, và những cái này là Hùng đã chat đây, cách đây hình như là 2 ngày các anh chị nhé. Đây, 2 ngày này. Đó. Đó. Thì câu chuyện là khi cổ phiếu chúng ta về đến vùng kháng cự thì tội gì chúng ta phải đua theo, đúng không ạ? Chúng ta cứ bình tĩnh thôi. Thì với xu hướng hiện tại của PVS thì PVS sẽ có những cái điểm test cung. Khả năng là nếu test đẹp nhất của nhóm ngành dầu khí và nó song hành chung với cả thị trường á, thì bây giờ ông phải test khoảng vùng 11.5 và thậm chí là sâu hơn ở khoảng vùng 11. Thì chúng ta sẽ quan sát ở khoảng vùng đây, khoảng vùng 11.3, tức là ở khoảng vùng này. Đó, thì cổ phiếu test về cái vùng này mà có những cái điểm, có những cái biên tích lũy trở lại. Đó, khi mà chúng ta đánh giá một nhịp hồi của PVS, ok các anh chị nhé. Đó, vùng hỗ trợ của PVS 10 đến 10.3 và chúng ta đánh giá một cái lực hồi có thể đánh về vùng 12 và như vậy là vùng 12.5. Đó, thì bây giờ là cổ phiếu sẽ chỉnh giảm lại kỹ thuật ở đây và chúng ta sẽ quan sát tiếp cái vùng 10 trong cái biên 11 đến vùng 11.5. Tích lũy ổn định trở lại thì chúng ta sẽ có những câu chuyện tiếp theo của PVS. Rồi, PLX. Đối với PLX chúng ta tìm ở trong một cái biên ở vùng hỗ trợ 42.5 và vùng kháng cự của nó là đâu đó khoảng vùng 47-48, và hiện tại thì Hùng cũng đang đánh giá rằng PLX sẽ đi ngang, đi trong cái biên này, và khi chạm về vùng 47-48 thì có thể có những cái điểm hỗ trợ chỉnh lại vùng 45 và sau đó có hay không công lại vượt thoát được cái vùng 48 về PLX. Thì trong giai đoạn hiện tại là chúng ta đang nói đến ở một cái biên độ hẹp. Và trong một cái kênh xu thế thì như thế nào? Thì sóng P có đến hay không? Thì đang nhìn thấy có những cái điểm của sóng P, và những cái điểm đó thì chúng ta cũng phải khớp nối với trong cái tổng quan của thị trường. Và 6 tháng cuối năm thì sẽ có một nhịp của sóng P. Chắc chắn là như vậy. Với những cái tín hiệu kỹ thuật chung của toàn nhóm P như này thì sẽ có, và chúng ta sẽ bắt cái nhịp sóng này như thế nào thì Hùng sẽ có những cái phân tích tiếp theo. Chúng ta sẽ phân tích tiếp ba cái mã cổ phiếu pen ở dưới này một tí. Đó là mã cổ phiếu OI. Thì đây, OI sẽ chạm lại vùng kháng cự 7.8 và sẽ có những cái điểm chỉnh kỹ thuật, và những cái điểm chỉnh kỹ thuật này có thể test lại vùng 7.5. Lực cầu thanh khoản như thế này thì cũng gần như là cạn cung, và gần như không ai muốn mua, không ai muốn bán cổ phiếu OI ở thời điểm hiện tại. Và chính vì cái câu chuyện như vậy, và trong một cái góc độ, trong một cái góc nhìn ở quanh một cái biên, đó là khoảng biên ở đây, đó là khoảng vùng 7.5, có thể nói đến cái câu chuyện là chúng ta sẽ bật trên biểu đồ đến tuần ví dụ như vậy. Thì đây cũng là cái vùng chuyển pha xu thế, khả năng sẽ là cái vùng chuyển pha xu thế dài của cổ phiếu. Đó, khi sóng dài thì nó sẽ hội tụ rất nhiều các cái yếu tố kỹ thuật. BSR thì cũng nó hoàn toàn tương tự như vậy. BSR ở đây là khi chúng ta nói đến vùng 5.5 sẽ có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật, và ở những cái nhịp hồi phục kỹ thuật đó thì nó sẽ chạm lại ở cái vùng ở đây là khoảng 6.7, 6.6, 6.65. Ở những cái nhịp hồi phục kỹ thuật nó sẽ chạm lại vùng đây thì nó sẽ trở thành cái vùng kháng cự, và thường là khi chạm lại như vậy thì cổ phiếu nó sẽ dội lại. Và BSR thì nó cũng hoàn toàn tương tự như vậy. Đó, và chúng ta có thể tìm, tức là trong cái thời điểm hiện tại là chúng ta nói đến cái vùng quanh vùng 6 chấm. Quanh vùng 6 chấm đối với cổ phiếu BSR để tính toán một cái tọa độ hồi phục dài của nhóm P nói chung và BSR nói riêng. Ok, BSR, POVK nó cũng khớp nối cùng với tọa độ của 3 mã cổ phiếu PEN của dòng dầu khí. Và thời điểm hiện tại chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là POVK cũng có một cái quá trình suy giảm rất là dài, và đây đang là những nhịp mà cổ phiếu này gọi là bẻ pha xu thế. Bẻ pha xu thế thì nó sẽ có những cái điểm chỉnh giảm lại, và sau đó thì có những cái điểm hồi phục. Và trong cái nhịp giảm này thì Hùng đã tìm ra cái vùng hỗ trợ đây, vùng 8.7. 8.7 có thể hồi phục lại lên ở cái vùng ở đây, ở trong biên của nó là khoảng vùng 9.5 đến vùng 10. Và hiện tại thì POVK phiên ngày hôm nay không đóng cửa được, gọi là đóng cửa lưng chừng, gần lưng chừng ở cái vùng giá 10. Mà dòng tiền vào POVK, dòng tiền như thế này thì nó cũng sẽ chưa ổn, và cổ phiếu này thì cũng sẽ đi chung cùng với nhịp của P, đó là nó sẽ có những điểm đi ngang và có thể chạm lại vùng 10.5 ở đây, vùng kháng cự, và sẽ có những điểm chỉnh giảm. Đó, thì trong cái quá trình mà cổ phiếu bẻ pha xu thế các anh chị, chúng ta tìm những cái vùng hỗ trợ để chúng ta mua, và tìm những cái vùng kháng cự để chúng ta tạm chốt. Đó, thì cái xu hướng là cổ phiếu nó có thể đi về đây, nó về 10.5 và sau đó thì sẽ có những cái điểm đạp lại, trả lại đây, và nó cứ đi như vậy cho đến khi có những cái dấu hiệu thoát của toàn ngành. Đó, thì khi đấy thì nó sẽ rất là tuyệt vời của sóng P. Một mã cổ phiếu mang cái tính đầu cơ rất là cao, đó là mã cổ phiếu PVT. Nhìn trên những cái góc nhìn tổng thể của PVT thì chúng ta thấy rằng là từ lúc lên sàn thì PVT có những con sóng, rất là khủng luôn. Đó, những con sóng rất là khủng, và cái đoạn này, đó nó chỉnh giảm lại, sau đó thì nó hình thành một cái sóng tăng này. Thì ở điểm này, thì cũng đang nhìn thấy đâu đó bóng dáng của một cái con sóng nó là như vậy. Thì đối với PVT đã có một cái vùng ở đây là vùng 8 này, vùng 8 đánh lên vùng 12, gần vùng 12, và sau đó thì có những nhịp chỉnh giảm về vùng 9. Về đến vùng này cổ phiếu không gãy và tiếp tục cổ phiếu không gãy, các anh chị chờ một tí để Hùng kiểm tra lại cái pin của máy tính. Rồi, ok, và PVT thì đang có một cái nhịp đánh ở đây, và chúng ta kỳ vọng điều gì của PVT? Hiện tại thì PVT trong phiên ngày giao dịch ngày thứ tư, PVT đã có một nhịp đánh rất là đẹp lên ở đây, và sau đó thì cũng có đề cập đến cái câu chuyện là chúng ta có thể có những cái điểm chỉnh của PVT ở khoảng vùng 10.5, và trong hai phiên mà gần nhất ở đây là phiên ngày thứ năm thì chúng ta có nói đến câu chuyện là khả năng PVT khó chỉnh giảm về vùng 0.5, nên là một số các tài khoản đã mua ở khoảng quanh vùng tham chiếu, tức là khoảng vùng 10.9. Thì đối với PVT chúng ta có thể quan sát thêm, đấy là những cái điểm mua vị thế, và chúng ta sẽ chờ một cái điểm trả cung. Chúng ta sẽ quan sát tiếp một cái điểm trả cung của PVT cùng với sóng P, có những cái điểm trả cung xong thì chúng ta sẽ cân tiếp hàng. Và đối với PVT trong lịch sử tạo lập, của PVT cũng rất là tốt, và đến cái thời điểm hiện tại thì quan sát cái mức độ siết chặt của cổ phiếu này ở quanh vùng giá 10 đến khoảng vùng 10.5. Đây là một cái mức độ siết chặt của cổ phiếu, và kỳ vọng từ cái vùng này thì PVT sẽ bắt đầu hình thành một cái con sóng mới ở đây. Rồi, xong nhóm P và chúng ta sẽ đến nhóm Banh. Vietcombank ngày hôm nay chỉnh giảm. Vietcombank xem đánh được đến đâu rồi. Vietcombank cũng như tất cả các mã cổ phiếu nhóm banh thì trong khi tức là nó sẽ rơi vào bản tin số 114 nhỉ anh chị, đúng không? 114, 115, 116 đó, thì trong tầm bản tin 114 là chúng ta dò tìm vùng giá mục tiêu banh giảm về đâu. Trong đó Vietcombank chúng ta dò tìm ở vùng 75 đến 76.5 và mục tiêu của Vietcombank thì đánh vượt thoát lại vùng 80. Trong cái kịch bản phân tích tuần đó, là Vietcombank không gãy ở đây nhá các anh chị, xem lại cái này, không gãy vùng 81.5, không gãy 81.5 thì cái cơ hội để Vietcombank tiếp tục đánh đánh lên là còn. Thế thì bản trong tuần này thì Vietcombank cũng chưa gãy anh chị nhé, vẫn đang đóng ở vùng 82. Như vậy là về thuần về kỹ thuật là vẫn đang thỏa mãn cái yếu tố là Vietcombank có thể tiếp tục chinh chiến. Phiên ngày hôm nay là một cái phiên mà phái sinh nó làm loạn thôi, chứ còn thị trường sẽ có những cái phiên kéo xả chưa chết được đâu. Sẽ có những cái phiên kéo xả trong tuần tới, thì chúng ta đặc biệt là chúng ta phải bám sát những cái tín hiệu kỹ thuật của thị trường. Đối với Vietcombank, chúng ta quan sát tiếp vùng 81.5, nếu vùng này không gãy và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định trở lại thì như vậy Vietcombank sẽ còn một cái nhịp kéo nữa. Ở đây là nhịp kéo thứ nhất, đây là nhịp chỉnh để cho ai muốn ra thì ra đi, và sau đó thì còn một cái nhịp kéo nữa, và hết cái nhịp kéo này thì cũng coi như là hết nhịp kéo của sóng banh. Công thương, ok, công thương như vậy là hoàn thành mục tiêu các anh chị nhá, công thương hoàn thành mục tiêu này. Vùng tìm ở đây vùng 20 đến vùng 20.5 và mục tiêu của công thương đánh chạm vùng 24. Như vậy là trong tuần thì công thương phiên ngày hôm nay là đã đến vùng 23.9. Ok, như vậy là quá là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Bởi vì không ai có thể tính toán tuyệt đối được ở vùng 24. Nó có thể nó cao hơn vùng 24 hoặc nó gần vùng 24, thì như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể chủ động để chúng ta chốt lãi, đúng không ạ? Đối với công thương. Và như vậy là sóng banh chạy như thế này là cũng hết sóng các anh chị ạ. Nếu như vậy là công thương mà chạy đến vùng 24 rồi á thì căng đấy. Khi banh mà chỉnh á thì thị trường chung nó sẽ gặp tương đối là nhiều vấn đề. Ok, để như vậy để chúng ta biết được là nhóm banh là cũng có những mã cổ phiếu là đã đi về những cái vùng kháng cự rất là mạnh rồi. Dòng tiền thì vẫn đang khá là tốt và cơ bản công thương ở vùng 24 kháng cự, chốt đi 50% ở quanh vùng này, còn lại chúng ta neo tiếp. Ok, ACB. Đối với ACB thì vùng kháng cự, vùng kháng cự của cổ phiếu này đây rồi. Ok, đúng không ạ? Vùng 25.5, 25.5 của chúng ta cũng chốt được rồi, đúng không? Để tìm xem nào, có khuyến nghị chốt ACB không? À không có, ACB ở bên chắc là bên room NO1. Bởi vì về đến đây là vùng kháng cự mạnh rồi và chúng ta bán thôi đó. Chúng ta bán đi rồi cổ phiếu nó lại rơi lại về vùng 22, như vậy chúng ta lại mua tiếp nó, cái vòng luẩn quẩn này nó quay đi quay lại mà các anh chị. Chốt đi 50%, còn lại ví dụ nó lên được vùng 26, 26.5 chúng ta chốt nốt, hiện thực hóa lợi nhuận. BIDV cũng hoàn thành mục tiêu rồi hay sao các anh chị? Đó, BIDV đây, tìm được cái vùng hỗ trợ của nó đây 35.5 và mục tiêu thì đánh chạm vùng 40. Đó, trong tuần thì cũng cần leo lên được vùng 40, như vậy là cũng khá là tốt rồi, đúng không? Tức là ít nhất là chúng ta định hướng một cái trend lên thì cổ phiếu đã lên. Đó, câu chuyện là bit thì nó cũng sẽ nằm chung ở trong một nhóm ngành của banh, có thể là nó sẽ chỉnh thêm 1-2 phiên nữa và mục tiêu thì banh sẽ kéo một nhịp nữa, kỳ vọng banh sẽ kéo một nhịp nữa. Tức là những cái nhịp kéo ở đỉnh đó, thường là sẽ có những cây nến vút cao lên và mọi người sẽ bảo là cổ phiếu break mua thôi, thì sau đó thì đấy là những cái điểm mà tạo lập thường dụ dỗ nhà đầu tư của chúng ta để ra hàng. Đó thì khả năng là bit sẽ kéo thêm một nhịp nữa, còn những cái điểm mua của cổ phiếu thì không còn các anh chị nhé. Đó, mua là mua những cái tuần trước, những cái tuần mà chúng ta bắt đầu phân tích các cái vùng hỗ trợ của nhóm cổ phiếu ngân hàng. MEB là một mã cổ phiếu mà nó cũng tương đối là nặng, thế mà cũng hoàn thành nhiệm vụ. MEB là một mã cổ phiếu tương đối nặng. Vùng đây là vùng hỗ trợ đây và mục tiêu là cổ phiếu hồi phục về vùng 17. Phiên ngày hôm nay thì cổ phiếu đã hồi phục về vùng 17 rồi, thì như vậy là về mặt lý thuyết là táng 50% ở giá 17, còn lại 50% còn lại neo ở vùng tiếp theo, có thể sẽ ở vùng 17.5 đến vùng 18. Đó, chúng ta chủ động để chúng ta ra hàng. Điểm mua thì nó không còn nữa. Techcombank, TCB. Tech thì trong cái phân tích là Hùng có nói đến câu chuyện là nếu như cổ phiếu này mà về đến cái vùng ở dưới này thì chúng ta tham gia, chứ còn nếu mà cứ lửng lơ này thì thôi. Cơ bản là em Tech thì hôm nay cũng đi về được cái biên hỗ trợ này 19.5 đến vùng 20, nhưng không kết lắm, không có bình luận. HD Bank. HD Bank như vậy là hoàn thành cái vùng giá mục tiêu ở đây rồi, 26.5. Vùng mục tiêu 26.5 thì chốt được rồi. Đây chính là những cái phiên mà bắt đầu xuất hiện, gọi là phiên gì các anh chị, phiên kéo cổ phiếu đó. Kéo break, và bắt đầu là anh chị em nhà đầu tư của chúng ta không có kinh nghiệm mà nhìn thấy những cây nến xanh dài này sướng nhảy vào đó, mua vào, và sau đó thì T3 là bắt đầu cổ phiếu nó phân phối, nó chỉnh. Thì tại sao chúng ta phải khổ như vậy, đúng không ạ? Vùng này chúng ta bán, vùng mua đây các anh chị này, đây này vùng mua đây này, 22.5 đến vùng 23.5 đây này. Đây, vùng này vùng mua. Từ vùng này cổ phiếu hồi phục lên, và mục tiêu như vậy là vượt thành công cái vùng về vùng 26, vùng 26.5 như thế thành công rồi. Đó, thì cứ về đến vùng đấy là táng đi 50% thôi, còn lại thì chúng ta sẽ chinh chiến tiếp, đến đâu nó hay đến đấy. Không ai biết đâu là đỉnh của cổ phiếu cả. VPBank cũng gần như vậy. VPBank là chúng ta đánh giá một cái nhịp hồi ở đây thôi các anh chị, nhịp hồi ngắn, bởi vì là hiện tại là VPBank không có dòng tiền. Những nhịp hồi ngắn của VPBank ở vùng 19.5, vùng 20 và lên đến maximum có thể chạm vùng 22. Và đây, đó, phiên ngày hôm qua là đâu 21.95, đó, suy soát 22 thì như vậy là cũng là thành công rồi. Đó, đến cái vùng đó là chúng ta mang hàng ra chúng ta bán thôi. Banh chúng ta sẽ nói đến thêm 3 cái mã cổ phiếu của nhóm banh nữa mà chúng ta cần phải nói đến, đó là STB, bởi vì cũng rất là nhiều các anh chị quan tâm đến mã cổ phiếu này. Thì đối với STB, Hùng cũng chỉ kỳ vọng khoảng vùng 10.7 thôi, 10.7 đến vùng 11 thôi. Và đến cái vùng này thì khả năng xu hướng là cổ phiếu nó sẽ có những cái chỉnh giảm kỹ thuật lại. Những cái điểm chỉnh giảm kỹ thuật đẹp nhất thì nó mất một nửa cái phần tăng này. Đó, và sau đó thì nó sẽ phụ thuộc vào cung cầu của thị trường để chúng ta xem là STB có thể tăng lại được không. Nhưng trong ngắn hạn thì dòng tiền của STB đang khá là kém. Chính vì dòng tiền khá là kém như này nên là cái câu chuyện để cổ phiếu này tăng á, thì phải có thêm những cái dấu hiệu tiếp theo. Liên Việt Postbank thì cũng không có gì đột biến các anh chị nhé. Vùng hỗ trợ biên ở đây là biên 7.5 đến 8, trung bình ở vùng 7.78, kháng cự ở vùng 9.5. Thì xu hướng là cổ phiếu này đánh ngang đánh ngửa thế này thôi. VIB, một mã cổ phiếu về nhóm ngành ngân hàng rất là tuyệt vời. Và VIB thì gần như cũng đã hoàn thành hết tất cả các cái nhịp mà chúng ta phân tích. Và hiện tại VIB chúng ta bắt lại một cái nhịp ở đâu đó ở vùng 18.5, 18.5 ở đây, với mục tiêu là có thể công lại vùng 21, vùng 21. Và với tín hiệu kỹ thuật hiện tại của dòng tiền và của VIB thì các anh chị có thể quan sát lại giúp Hùng ở vùng 20. Trong cái kịch bản mà chúng ta phân tích đó là từ vùng hỗ trợ này là vùng 18 và có thể đánh chạm lại vùng 20, có một cây nến xanh ngồi vượt thoát vùng 20 thì như thế là xu hướng sẽ đi về vùng 21 đây. Đó, và như vậy là có cây nến xanh ngày thứ ba và sau đó thì cổ phiếu này đi về vùng 21 và bây giờ lại đang có những nhịp test lại. Thì những nhịp test cung này, đó, những nhịp test cung này nó không gãy 20 thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng trong nhịp này VIB có thể đánh lên vùng 22. Có không ạ? Được. Vùng 22, VIB hoàn toàn có thể kéo vùng 22 nếu các anh chị nhớ nhá, nếu không gãy vùng 20, tức là cái vùng đệm kỹ thuật của nó ở đây rất là quan trọng. Có thể lên vùng 22, thậm chí là nhịp này VIB hoàn toàn có thể kéo lên vùng 23, 24. Tức là kéo về vùng đỉnh cũ rồi sau đó mới phân phối. Ok. Có một mã cổ phiếu ngân hàng mới lên, BVB, Bảo Việt, BVB. BVB thì vì cái dữ liệu kỹ thuật nó mới lên, tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng nên đưa cái cổ phiếu này vào cái danh mục quan sát. Tí nữa Hùng sẽ có so sánh, sẽ phân tích ngay sau luôn. Còn VCI Thì cái tính tạo lập của VCI và con BVB này khả năng nó cũng sẽ không có gì khác nhau đâu. Đây là một phiên mà tạo lập đánh lên, và hai phiên này thì cổ phiếu lại có xu hướng là test lại cung, thì ở cái vùng 10 sẽ là cái vùng mà chúng ta có thể gom khoảng tầm 10%, và cái vùng 9.5 chúng ta có thể gom khoảng tầm độ 20%, cho vị thế để chúng ta chờ đón một cái nhịp mà đánh ở đây. Nói đến cổ phiếu này thì chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu VCI. Nó là anh chứng khoán của MBVB. Thì đây, khi mà cổ phiếu VCI lên sàn thì sau đó thì như nào, sau một cái đoạn tích lũy thì đội tạo lập đã đánh cổ phiếu này lên rất là sốc, từ vùng đâu đó từ vùng 40 và đánh lên vùng 70. Như vậy là cái đội tạo lập của em này rất là tốt, và sau đó thì có một vùng chỉnh giảm dài. Và sau một cái nhịp chỉnh giảm dài ở đây thì chúng ta lại nhìn thấy cái gì ạ? Lại nhìn thấy một cái dòng tiền nó xuất hiện. Đó là một dòng tiền xuất hiện, và ở một cái biên mà chúng ta đang tính toán của cổ phiếu này, đó là cái biên nào đấy các anh chị? Có thể nhìn lại đây. Đấy, biên này đây. Biên 24 và biên hỗ trợ là biên 20. Và các anh chị nhìn thấy là cái cổ phiếu VCI này chúng ta phân tích rất nhiều lần. Chạm vùng 24 khuyến nghị chốt, chạm vùng này chúng ta mua, và bây giờ cái nhịp này thì khả năng là có những cái nhịp hồi phục về vùng 23.5 đến vùng 24 đây. Đó, rồi cổ phiếu lại chỉnh giảm lại và nó sẽ đá ngang đá ngửa một cái thời gian ở đây. Và sau đó, sau cái thời gian đá ngang đá ngửa đó thì nó sẽ hình thành một cái mô hình như này các anh chị. Đó, và cái mô hình đó là cái mô hình mà sóng rất là đẹp luôn. Đó, thì nói đến câu chuyện BVB thì nói đến câu chuyện VCI luôn. Mã cổ phiếu chứng khoán HCM trong cái thời điểm hiện tại là cũng khá là khó khăn đấy nhỉ. Cổ phiếu này là thuộc về nhóm ngành chứng khoán, và đang kỳ vọng là nhóm ngành chứng khoán sẽ là một trong những nhóm ngành mà có sóng ở 6 tháng cuối năm. HCM trong nhịp chỉnh giảm này hỗ trợ đây, và kháng cự trong vô hình dung là HCM có kháng cự ở vùng 18. Phiên kết tuần thì nó lưng chừng một tí, thì chúng ta sẽ chờ thêm các cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu HCM ở vùng giá 18 và cái kháng cự ở đây của cổ phiếu này. Đó thì nói đến VCI, và các anh chị cũng có thể mường tượng thấy một cái hình tượng, trong tương lai. Đó, khi mà HCM có những cái vùng chỉnh giảm kỹ thuật ở đây, những cái vùng đi ngang đi ngửa ở đây đánh chám rồi, thì lúc đó sẽ có thể nó sẽ hình thành sóng ở bên này. Chúng ta chờ thêm thôi. Câu chuyện là chúng ta cần phải chờ, khi nào có sóng thì Hùng sẽ có những cái công cụ, có cái cách nhìn hoặc có cái cách tiếp cận để có thể phân tích cái câu chuyện đó. Đối với SSI thì kháng cự của nó ở đây là chính là cái vùng mà gọi là cái vùng gì các anh chị nhỉ? Vùng sao chia, vùng 15. Thì thường là khi cổ phiếu chạm về kháng cự là cổ phiếu nó lại có những cái nhịp chỉnh giảm, và phiên ngày hôm nay thì nó chỉnh giảm do anh phái sinh thôi. Thì trong một cái nhịp mà SSI đánh xuống ở đây thì cũng có tìm lại cho các anh chị một cái vùng hỗ trợ 13 đến 13.5, và dự kiến là từ vùng này thì cổ phiếu sẽ phục hồi, và như vậy là cũng đã phục hồi được một ít. Còn tỷ lệ phần trăm được bao nhiêu thì các anh chị có thể chia lại giúp Hùng, ở vùng 13.3 mà lên đến vùng 14.6 ví dụ như vậy, 14.5 14.6 gì đó. Đó thì tăng được khoảng hơn 1.000 là chúng ta chia khoảng giá vốn khoảng 13.3 hoặc là 13.5, chúng ta sẽ đánh giá được một cái lực phục hồi ngắn của cổ phiếu ở đây. SHS thì ngắn hạn sẽ chạm lại vùng kháng cự 11. Đó, anh chị nhìn thấy đây, chạm kháng cự 11 thì thường là cổ phiếu nó sẽ có những cái nhịp chỉnh hoặc là lững thững đi ngang ở đây, trước khi mà nó có một cái lực cầu về dòng tiền tiếp tục để đi lại. Còn đối với quan điểm của Hùng, SHS cũng như SSI, HCM sẽ là những cái mã cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán mà nó sẽ đi vào những cái con sóng ở bên này. Cứ yên tâm đi các anh chị, những cái cách Hùng nhìn đó, thường là sẽ rất là dài. Những cách nhìn của Hùng thường sẽ rất là dài. Tí nữa Hùng sẽ nói đến nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Hùng đã nhìn nó cách đây 3 tháng. Và tí nữa thì chúng ta sẽ xem lại trong 3 tháng đó thì chúng ta nói những cái gì ở trên room, nói những cái gì ở nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Thì hiện tại là đang nhìn vào nhóm ngành P và nhóm ngành chứng khoán. Đó sẽ có những cái sự chuyển mình ở trong những tháng cuối năm. Ok, CTS nào, nói qua CTS đi. CTS thì chưa được, và CTS sẽ có một cái vùng ở đây, đó là vùng 6, vùng 5.5 đến vùng 6 là vùng mà cũng để xác định một cái sóng dài của chứng khoán nói chung và sóng của CTS nói riêng. MBS thì ở vùng đâu ạ? Vùng 8.3 sẽ là một cái vùng để xác nhận một cái sóng dài của cổ phiếu này, và nó cũng hòa chung cùng với lại sóng tăng của nhóm ngành chứng khoán. Thì đấy là những cái câu chuyện vùng kháng cự, vùng hỗ trợ của nó 8.3 và vùng kháng cự ở đây. Thì bây giờ nó vô hình dung nó là cái vùng 10 này sẽ trở thành cái vùng kháng cự của nó các anh chị nhé. Vùng 9.5 đến vùng 10 trở thành vùng kháng cự. Ok, như vậy là chúng ta nói đến nhóm ngành xong, nhóm ngành chứng khoán. Ok, Hùng uống một ngụm nước. Khan cả cổ. Rồi ta sẽ nói đến nhóm ngành thép các anh chị nhé. Thép, Hòa Phát, HPG cũng là một cái mã cổ phiếu mà hiện tại là rất nhiều những anh chị em của chúng ta quan tâm. Thì Hòa Phát sau khi chia vùng kháng cự ở đây là vùng 23.5. thì tuần trước là cổ phiếu đánh qua, và đánh qua thì có những cái nhịp mà chúng ta đã nói đến, những cái nhịp là cổ phiếu sẽ có thể test lại vùng 23.5. Test lại vùng 23.5 không thủng thì cổ phiếu sẽ có dư địa tăng lên vùng 26. Tuy nhiên trong tuần vừa qua thì gần như Hòa Phát không có động lực để đi. Hòa Phát không có động lực để đi và đi lên được đến khoảng vùng 25. Các anh chị cần đến đây, phiên này được chạm được bao nhiêu? Gần chạm được đến khoảng vùng 25. Thì như vậy là Hòa Phát đi ngang siết chặt và không có động lực, dòng tiền suy giảm. Và đến phiên kết tuần thì Hòa Phát bị bán quay trở lại về vùng 24. Thì trong một cái góc độ kỹ thuật về ngắn hạn đó, thì chúng ta vẫn phải tiếp tục quan sát Hòa Phát ở vùng giá 23.5. Xu hướng là cổ phiếu này sẽ có những cái điểm test lại vùng 23.5, và chúng ta chờ xem ở cái điểm 23.5 đó thì cái lực cầu có duy trì, có giữ được ở cái vùng 23.5 hay không. Còn nếu gãy vùng 23.5 thì như vậy là cái điểm mua này của chúng ta chưa ổn. Nó điểm mua này của chúng ta chưa ổn, cái điểm mua mà break này chúng ta chưa ổn. Ok, Hoa Sen, HSG thì khuyến nghị mua. Phiên nào anh chị nhỉ? Không nhớ lắm, nhưng mà Hoa Sen cũng khuyến nghị mua rất là sớm. Ờ, 8 ngày trước dự kiến chạm lại 12 ngày trước anh chị. Tức là Hoa Sen đã mua ở tuần trước. Bắt đầu giải ngân ở cái phiên ngày bao nhiêu đây này, 12 ngày trước này. Không biết là lúc đấy ở vùng hỗ trợ 9 đến vùng 9.5, và lực cầu giải ngân thăm dò ở phiên hôm nay, bởi vì nhìn thấy là lực cầu của Hoa Sen tương đối là ổn định rồi. Còn khi mà Hoa Sen lên đến vùng 11 đến vùng 11.5 rồi, rất nhiều anh chị hỏi em ơi có mua được không, thì cái vùng đấy mua làm cái gì nữa. Dự kiến chạm lại vùng kháng cự này, đây vùng kháng cự 11 đến 11.5 cứ hỏi mua. Thì xử lý như nào, tức là cách đây 8 ngày đây này, xử lý là bán 50% ở vùng kháng cự, còn ôm một phần để xem diễn biến tiếp theo. Và phiên ngày hôm nay chúng ta xem thử xem 11.5 ở đây đó, và Hoa Sen lên đến 11.5 thì gần như là một tuần vừa qua cổ phiếu này cũng không còn động lực để tăng giá. Chính vì vậy nên là chúng ta mua ở cái vùng thấp ở dưới này, 9.5 ở dưới này, 9 đến 9.5 hình như là mua ở phiên này này đó, và đến cái phiên này thì chúng ta ra hàng thôi. Bởi vì cái vùng kháng cự dày của nó ở vùng 12 đấy rồi, thì thường là ở những cái tài khoản mà mua mà bị kẹp lại đây, thì khi mà rơi xuống đây là về đến đây là các anh mừng lắm, và các anh mang hàng là các anh bán đó. Thì cái lực bán này về đến đâu thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta quan sát, nhưng chung quy lại là đó, các anh chị có thể thấy rằng là vùng hỗ trợ rất là quan trọng và vùng kháng cự cũng rất là quan trọng. Chúng ta nắm bắt được hai cái điểm này để chúng ta mua bán trong quá trình chúng ta đầu tư. Ok, còn cái gì nữa nhỉ? Nam Kim NKG đó, Nam Kim vùng hỗ trợ đây, và vùng kháng cự thì đâu đó ở đây là vùng 7.35 này, chưa lên được đến là đã tiêu rồi đó. Thì thay vì cái câu chuyện là chúng ta có những cái phiên như này chúng ta đua vào để làm gì ạ, đúng không? Chúng ta không cần thiết, chúng ta tìm những cái vùng hỗ trợ để chúng ta vào. Với tín hiệu của Nam Kim như này thì lại test nền rồi, không còn con đường nào khác cả, là lại test về vùng 6 thôi. Anh chị mà đang cầm thì chúng ta chú ý. Rồi chúng ta sẽ nói đến một số các cái mã ngành, cơ bản trong cái thời gian vừa qua chúng ta có phân tích và định lượng. Ví dụ như là bây giờ chúng ta sẽ nói đến mã đầu tiên trong cái nhóm đó, ví dụ như là PTB. Ở PTB thì thất thủ ở vùng này các anh chị nhá, đã phân tích rồi. Sau đó lượn lại ở đây là vùng 42 thì sẽ có những cái nhịp hồi phục ngắn và kháng cự ở đây là 47.5, và trong tuần vừa qua thì gần như PTB cũng không có động lực để vượt thoát cái vùng này, tức là dòng tiền nó không có. Và phần nữa thì cổ phiếu lại chạm về cái vùng kháng cự, và như vậy thì vô hình dung là cổ phiếu nó sẽ hình thành một cái biên ở trong cái vùng từ vùng 42 đến vùng 47.5 ở đây, và nó sẽ cần thêm thời gian để đi thêm. Về vùng hỗ trợ đây là vùng bao nhiêu đây? Vùng 40. Kỳ vọng nhịp này hồi phục lên đến vùng 45 đến vùng 46, và chúng ta thấy rằng là cổ phiếu này cũng gần lên đây. Thì đó, vùng gặp cái vùng kháng cự thì cổ phiếu đang có những cái dấu hiệu rơi lại, và với tín hiệu rơi như này thì có thể là VA sẽ rơi lại về lại test lại những vùng nền thấp ở dưới này, và đó, chạm hỗ trợ ta mua và chạm kháng cự thì chúng ta bán thôi. TLG là mã cổ phiếu mà khuyến nghị đánh vòng 2 ở vùng giá 32.5. Ở vùng giá 32.5 khi mà vùng vòng 1 chúng ta đánh ở đây rồi, thành công rồi, thì cổ phiếu chỉnh giảm lại và chúng ta sẽ dò tìm lại vùng 32.5. Vùng 32.5 mua xong, hiện tại TLG đang có hai phiên test như thế này, thì chúng ta sẽ trở lại đây. Có thể những cái điểm test sâu của TLG sẽ test ở quanh vùng 35. Những cái điểm test quanh vùng 35 không gãy thì xu hướng là TLG sẽ tiếp tục đánh, bởi vì cái mã cổ phiếu này á, thì thường sẽ đánh rất là nhẹ. Và vòng 1 chúng ta đã đánh được mã này rồi thì kỳ vọng tiếp vòng 2, và trước mắt thì cổ phiếu sẽ chạm lại khoảng về vùng 38 và về đến cái vùng đỉnh cũ này thì chúng ta sẽ tính toán tiếp. FRT FRT bắt đầu chạm về vùng kháng cự ở đây, vùng 23.5, trước là thành vùng hỗ trợ thì bây giờ thành vùng kháng cự ở đây. Và như vậy thì FRT cũng đã hình thành một cái nhịp hồi phục kỹ thuật ở đây, từ vùng bao nhiêu đấy ạ? Từ vùng 20 và lên đến vùng 23, và chạm đến vùng này thì thường là cổ phiếu lại có những cái nhịp chỉnh giảm kỹ thuật ở đây. Và chúng ta xem những cái nhịp chỉnh giảm kỹ thuật này mà đẹp nhất là gãy, không gãy vùng 22 thì đẹp. Không gãy vùng 22 thì chúng ta sẽ kỳ vọng có một cái nhịp đánh tiếp theo, còn nếu gãy vùng 22 thì lại test lại nền. Mã cổ phiếu chúng ta phân tích rất là dài. BFC. BSR thì chúng ta nhìn ở trên góc độ như nào? Đó là chúng ta nhìn ở trên góc độ một cái kênh xu hướng trung và dài hạn. BSR là một công ty về phân bón Bình Điền, và lịch sử tạo lập thì BFC cũng đã có những cái điểm đánh rất là đẹp, và sau đó thì BFC bị một cái trend giảm dài, và trend giảm dài đó thì Hùng có đánh giá cái vùng giá 11 đó chính là cái vùng mà cổ phiếu này sẽ bước vào một cái kênh xu thế trung hạn. Thế thì câu trả lời là bây giờ đã bước được vào kênh xu thế trung hạn hay chưa? Thì còn ông Mister thị trường nữa. Còn về mặt kỹ thuật là BFC trong tuần vừa qua BFC đã đánh chạm vùng 14. Và cái vùng 14 này cũng là cái vùng kháng cự, gọi là cái vùng kháng cự kỹ thuật. Tại sao lại gọi là vùng kháng cự kỹ thuật? Thì thường là đánh về 14 và cổ phiếu sẽ trả cung về mắc ở khoảng vùng 13. Và có hay không một cái sóng dài thì đây chính là cái thời điểm, đây cái hình xanh xanh này các anh chị này, Hùng vẽ lên này đó, để chúng ta mô phỏng là cổ phiếu đi lên đây và sau đó trả lại đây đó, trả lại đây thì trả lại vùng 13, và sau đó thì cái mũi tên xanh này là chúng ta mô phỏng ở một cái kênh xu thế tăng tiếp theo. Thì đối với BFC là mã cổ phiếu mà Hùng đánh giá rằng là nó sẽ được hưởng khá nhiều thứ, và cái điểm xoay chiều của cổ phiếu đó là điểm 11, và cũng là một cái mã cổ phiếu dài, và rất nhiều anh chị bảo là sao những mã này nó cứ đánh lên đánh xuống thì chúng ta cần phải chờ, chứ biết làm sao được. Và nếu như cứ vùng 11 thì chúng ta gom thôi, chứ chúng ta cũng không biết được khi nào nó sẽ hết cái câu chuyện đó. Mã cổ phiếu PAC cũng như vậy. PAC là sau một cái nhịp chỉnh rất là dài và kỳ vọng là PAC sẽ có một cái nhịp đánh vượt thoát ở đây. Vùng hỗ trợ, vùng đánh gọi là cái vùng mà để gọi là hold dài, hay là mọi người hay nói là cái vùng mà gọi là vùng nền đấy. Đó là vùng 20 đến vùng 21, và trong tuần thì BFC đã có những điểm đánh chạm vùng 25. Đã có những điểm đánh chạm vùng 25 và phiên trả cung như này thì bị sai rồi. Tại sao lại bị sai? Nó phải giống như cổ phiếu BFC. Nếu mà cổ phiếu đi vào được cái con đường trung hạn đó, là ông chỉ trả được về đây thôi. Đó, và sau đó thì ông lình xình ở đây để ông đi tiếp. Nhưng mà cái phiên kết tuần như này là một cái phiên hơi xấu của PAC. Thì với cái điểm kết tuần như này thì cổ phiếu này lại phải thôi, lại phải làm lại thôi. Đó, tức là phải làm lại ở trong cái biên này, và có thể là cổ phiếu này sẽ rơi lại về vùng ở đây, sẽ rơi lại về vùng này các anh chị. Đó, sẽ rơi lại về vùng ở đây là vùng sâu ở đây khoảng vùng 22. Rơi lại về vùng sâu ở 22, và chúng ta chờ xem ở cái vùng này thì PAC sẽ phản ứng như nào. Và trên một cái góc nhìn, trên một cái quan điểm, đó là PAC cũng đang có những cái điểm chuyển dài. Và trên những cái điểm chuyển dài đó thì chúng ta làm gì ạ? Chạm hỗ trợ thì chúng ta mua, chạm kháng cự thì chúng ta bán bớt đi. Quan điểm nó vẫn là luôn như vậy, và kháng cự của PAC trong cái vùng này đó là vùng 23.5. Và đây là những cái điểm mà PAC nó không trụ được và nó bắt buộc nó phải rơi xuống. Mã cổ phiếu TDM nước. TDM thì bây giờ là vùng kháng cự ở đây là vùng 26. Và vùng đi ngang đi ngửa ở đây thì có thể sẽ là vùng 24, nhưng mà quan điểm là sẽ rơi về vùng 22.5 đến vùng 23 để tích lũy trở lại đây. Tích lũy trở lại đây ổn định thì khi đó thì chúng ta mới có tiếp những cái câu chuyện đánh tiếp theo của mã cổ phiếu TDM. DHC. DHC hiện tại thì DHC chưa vượt thoát được cái vùng ở đây là vùng 46, cái vùng cản 46 này cũng là vùng tương đối là mạnh. Tuy nhiên với cái cách đánh, cái cách đi của dòng tiền thì DHC hoàn toàn có thể đánh vượt thoát vùng 46. Các cái điểm mua thì không còn các anh chị, khi mà cổ phiếu mà đã đi lên ở những cái vùng như này rồi thì nó sẽ không còn những điểm mua nữa, và chúng ta chỉ có những anh chị nào mà đã mua ở những cái điểm mà test cung ở dưới này ví dụ như vậy thì chúng ta sẽ nắm giữ tiếp thôi. Chứ còn khi mà chúng ta phân tích một sóng lên đó thì các anh chị phải lưu ý là điểm mua là điểm ở đâu đó, chứ không phải là ví dụ khi mà lên đến 46 rồi các anh chị bảo là sau về 46 xong phân tích lên 50 thì các anh chị bắt đầu nhảy vào mua. Đó thì câu chuyện là một số các anh chị là bị trái những cái điểm mua như vậy. Mã cổ phiếu GTN cũng là một cái mã cổ phiếu mà rất nhiều những anh chị quan tâm ở trong cái thời điểm hiện tại. Thì đối với quan điểm của Hùng nó là GTN đây vùng kháng cự của nó là khoảng vùng 25. Thì vùng này thì chúng ta vùng này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt thôi. Chúng ta chốt, chứ còn mở mua mới ở thời điểm hiện tại là nó sẽ hơi rủi ro rồi các anh chị, bởi vì GTN cũng đã có một cái nhịp đánh rất là mạnh ở đây rồi. Và thay vì chúng ta mua thì chúng ta hãy chờ những cái điểm mà cổ phiếu này sẽ phải trả hết cung. Đó thì chúng ta mua thì nó cũng sẽ không có cái vội vàng cái gì cả, đúng không? Trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta có đề cập đến một số các cái nhóm ngành mà nó sẽ được hưởng lợi từ đầu tư công, ví dụ như mã cổ phiếu C4G. Thì C4G là các anh chị cứ nhìn nó đi kiểu zigzag, kiểu gọi là đi túc tắc cái này thôi, nhưng mà C4G là quan điểm cùng là chúng ta nói nhiều đến mã cổ phiếu này rồi, không biết là nói từ vùng 8 hay là vùng bao nhiêu nhỉ, vùng 8 hay sao, vùng 8 ok. Và ở trên cái xu hướng hiện tại thì C4G sẽ tiếp tục một cái hành trình đi về một cái nơi xa. Các cái điểm mua thì nói chung là nôm na ở quanh vùng 8, và mục tiêu thì sẽ đi về đánh chạm lại về vùng 10. Vùng 10 nhưng trước mắt sẽ là đi về vùng 9. Thôi đã thế này thì đi về vùng 10, đi trên vùng 9 làm gì? Đó, từ vùng 8 mà đi đến vùng 10, cổ phiếu C4G. Cổ phiếu VCG à? VCG thì nó có tin, ra nên chính vì vậy nên là nó đánh thần liên tục nên là nó cũng khó. Còn VCG thì chúng ta nên nhìn ở trên trend tuần. Thì bản thân trên trend tuần thì cổ phiếu này nó vẫn đang giữ nhịp khá là tốt, và trong một cái giai đoạn dài, các anh chị nhìn thấy đây, trong cái giai đoạn dài chúng ta có thể thấy là vùng 29 gần như là tạo lập không có ra hàng, và các anh chị nhìn thấy đây một cái vùng đi ngang siết chặt của vùng 26. Cái mã cổ phiếu VCG này là Hùng có nói đến cái vùng 26 những cái bản tin xa xa. Quanh cái vùng 26 này nó cứ đi thế này thôi và rất là cạn cung, thì trong thời điểm hiện tại là đang có những cái dấu hiệu đó, đang có những cái dấu hiệu như thế này. Ở đây là những cái dấu hiệu mà nghi vấn, ở đây là những cái dấu hiệu nghi vấn, và những cái dấu hiệu nghi vấn này thì chúng ta cũng phải quan sát quay trở lại đối với mã cổ phiếu này thôi, và chúng ta sẽ chờ xem, chúng ta sẽ chờ xem là những cái điểm trả cung của cổ phiếu này nó sẽ trả về đâu, và đây là cái thời khắc mà cổ phiếu đang có những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải đặt những cái dấu chấm hỏi. Tối hôm nay chúng ta sẽ nói đến cổ phiếu IDC, và mã cổ phiếu này thì Hùng sẽ phân tích ở trên Zoom VPS NO01, NO02. Tại sao lại phân tích ở trên Zoom? Bởi vì cái mã cổ phiếu này thì với thanh khoản á, thì nó hơi thấp, thanh khoản của cổ phiếu này nó hơi thấp. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ về mặt trend sóng, và đang nhìn thấy có những cái điểm mà rất là hay ở cái cổ phiếu này rồi. Những cái điểm hay đó thì bây giờ chỉ nói với các anh chị là quanh vùng 18.5 đến vùng 19, đấy là cái điểm hay. Còn hay nó như thế nào thì chúng ta sẽ triển khai tiếp, bởi vì là Hùng đang làm cái bản tin phân tích riêng cái mã cổ phiếu này. Chính vì vậy nên là ngày hôm nay thì nó chưa có, nhưng ở cái vùng giá, nhắc lại cho anh chị là vùng 18.5 là cái vùng giá hay của cổ phiếu này. Thêm các cái mã cổ phiếu mà nó liên quan đến cái hưởng lợi về đầu tư công, đó là có thể chúng ta sẽ nói đến nhóm ngành vật liệu xây dựng. PLC là một mã cổ phiếu rất là hay, và chúng ta cũng nói đến cái mã cổ phiếu này nhiều lắm. Cách đây 12 ngày, thì có phân tích các cái yếu tố hỗ trợ về kỹ thuật của PLC ở khoảng vùng 13 đến vùng 13.5. Thì tại sao cách đây 13 ngày chúng ta nói đến PLC ở những cái điểm như vậy? Thì PLC là một cái mã cổ phiếu mà đến tại thời điểm hiện tại là trend kỹ thuật của PLC rất là đẹp. Và tuần vừa rồi thì là một cái tuần mà có thể nói rằng những cái điểm test của PLC không có gì đẹp hơn cả. Bởi vì sau một cái tuần tăng mạnh mà cổ phiếu này test, mà những cái điểm test mà nó chỉ sâu đến khoảng vùng 17, và sau đó thì đóng cửa khoảng vùng 17.5, bảo đóng cửa vùng 17.6, như thế là những cái điểm ở đây rất đẹp. Và với quan điểm của Hùng thì PLC vẫn sẽ tiếp tục hành trình, và hành trình đi về đâu thì chúng ta sẽ chờ thôi. Còn quan trọng là cái điểm mua thì chúng ta đã mua rồi, cổ phiếu thì đã nắm giữ rồi, và mục tiêu ngắn thì cổ phiếu sẽ chạm lại vùng 19, vượt thoát vùng 19 thì khi đó thì chúng ta cũng sẽ có nhiều cái câu chuyện để nói rồi. Chứ còn vượt thoát được vùng 19 thì gần như là cổ phiếu cũng sẽ đi rất là thoát ở trong cái thời điểm hiện tại. Một mã cổ phiếu nữa là KSB đó. KSB cũng là một cái mã cổ phiếu liên quan đến đến nhóm ngành này, đến nhóm ngành được hưởng lợi đó. Thêm một gợi ý nữa là đây, KSB 9 ngày trước, thêm một gợi ý thôi, HT1 là chúng ta cũng đã nói đến, tí nữa thì Hùng sẽ phân tích đó, xi măng sắt thép và KSB chẳng hạn. 9 ngày trước chúng ta nói đến KSB, và trong tuần thì đây 8 ngày, 5 ngày, 4 ngày, 3 ngày, 2 ngày chúng ta đều có những cái cập nhật về mã cổ phiếu KSB. Thì với KSB nó sẽ tăng như thế nào, nó sẽ đi đến đâu? Ok các anh chị, nhìn lại đây ạ. Đó, chúng ta nhìn view lại đây một tí. KSB tăng từ vùng giá 5 mà lên vùng giá 50. Ok, nhân 10 nhé, nhân 10. Thế thì cái giai đoạn hiện tại KSB là nhân được bao nhiêu? Vùng 12 lên vùng 24. Ok, nhân 2. Đó, và cái câu chuyện là KSB đang đi như thế nào? Đó, khi chúng ta phân tích một mã cổ phiếu và chúng ta nói đến mã cổ phiếu nào đó thì chúng ta phải đặt ở trong một cái vị thế về mặt chiến lược và chiến thuật của cổ phiếu đó. Đó thì KSB đang đi một cái uptrend, và câu chuyện là bây giờ KSB sẽ đi về đâu thì sẽ đi về khoảng vùng 28 đến vùng 29. Ở cái vùng này thì chúng ta sẽ canh để chúng ta có thể chúng ta hiện thực hóa lợi nhuận một phần và để chúng ta chờ xem là KSP đánh vượt thoát cái vùng 29 này như nào. Rồi một mã cổ phiếu nữa liên quan đến ngành này, đó là mã cổ phiếu DHA. Ở DHA phiên ngày hôm nay là nó do là thị trường chung không tốt thôi, chứ còn trên biểu đồ đến tuần các anh chị có thể nhìn thấy đây. Và DHA chúng ta cũng đã nói ở trên room, DHA chúng ta nói cách đây bao nhiêu ngày, 8 ngày đưa vào tầm ngắm đó khi chúng ta phân tích. Thì DHA cũng là cái mã cổ phiếu nó cũng được hưởng lợi nhiều thứ, nó hôm nay nó là như thế, còn hưởng lợi như nào thì thôi chúng ta sẽ không nói ở đây. Chúng ta chỉ nói đến cái trend đi, cái cách đi, và DHA thì đang kỳ vọng ở trong nhịp này sẽ đánh chạm vùng 40. Và những tài khoản mà anh chị chúng ta đã mua rồi, nắm rồi, trong team của Hùng Lê đã mua rồi, nắm rồi thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm để chúng ta quan sát tiếp những cái đường đi tiếp theo của DHA. Bởi vì sau một cái giai đoạn tích lũy dài và chặt ở quanh cái nền giá 32, và đây là cái thời điểm hiện tại mà đang nhìn thấy có những cái sự sóng sánh ở đây. Đó, thì như vậy là cái lực đi của DHA cũng tương đối là ổn định và tốt. Một mã cổ phiếu nữa là HT1 thì đã khuyến nghị mua trong phiên ngày hôm qua. Hình như là trong phiên ngày hôm qua, ok. Thì HT1 đang có những phiên giao dịch khá là tốt, vôn trung bình đạt khoảng tầm từ 1,5 triệu cổ phiếu, như vậy là rất là ok. Và trong ngắn hạn thì HT1 sẽ chạm lại cái vùng kháng cự đây, vùng 15. Sẽ chạm lại cái vùng kháng cự vùng 15, và cái vùng này có vượt thoát được hay không thì chúng ta sẽ chờ tín hiệu kỹ thuật. Và những anh chị em đã mua rồi thì chúng ta cũng hoàn toàn chúng ta có thể yên tâm để chúng ta nắm giữ. Và về vùng 15 thì cổ phiếu này sẽ chỉnh kỹ thuật, những cái điểm chỉnh kỹ thuật đó, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm chỉnh kỹ thuật đó để chúng ta ok, chúng ta nói tiếp cái câu chuyện tiếp theo của HT1. Một mã cổ phiếu nữa là VLC về nông nghiệp, các anh chị lưu ý giúp Hùng. Và những cái điểm mua thì cổ phiếu này thì Hùng đã khuyến nghị trên room rồi, và bây giờ Hùng cũng chỉ đảo qua thôi. Thì chúng ta nhìn ở trên một cái góc độ kỹ thuật như thế này, trong một kênh xu thế trung hạn thì VLC đang có một cái điểm siết chặt đi ngang, và hiện tại đang có những cái dấu hiệu gọi là thay máu. Và thay máu như thế nào thì chúng ta tự tìm hiểu các cái thông tin cơ bản của VLC. Thay máu ở trên rất nhiều các bài báo viết để nói, nhưng về tín hiệu kỹ thuật là chúng ta sẽ nói đến ở khoảng vùng 25.5. 25.5 này mà cổ phiếu không gãy, có những điểm tích lũy, dòng tiền tiếp tục duy trì ổn định ở đây thì trước mắt sẽ về lại vùng kháng cự 34. Vượt thoát vùng 34 thì thôi coi như xong, chúng ta sẽ có một cái kênh xu thế trung và dài hạn. Dược Việt Nam ngày hôm nay khuyến nghị mua ở vùng giá 12.1 đến 12.15. Dược Việt Nam như vậy chúng ta nhìn trong một cái góc nhìn nó dài hơn một tí, đang có những cái điểm như thế này thì khả năng cũng khá là ổn ở đấy, và hoàn toàn chúng ta có thể đánh T+3. Chắc chắn T+3 thì vùng kháng cự đây vùng 15. Đó, kỳ vọng chạm về đây là cũng được rồi, 12 về 15, 3 chia cho 12, ui 25%, nhìn bé bé thế này thôi các anh chị nhưng mà khủng hoảng đấy. Dược Việt Nam thì cơ bản là tốt rồi, với một lực đánh như này thì gần như là cái cơ hội để Dược Việt Nam đi tiếp là ok. 1 giờ 28 phút, chúng ta điểm qua nhanh nhóm ngành khu công nghiệp SZL, không còn nhiều cơ hội nữa. Đối với SZL, mục tiêu chạm về vùng giá 50, và cổ phiếu SZL thì cũng đã trải qua một cái quá trình phân tích rất là dài, và chúng ta nói đây SZL những cái những cái câu chuyện mà Hùng nói đến với các anh chị, đó là những cái câu chuyện từ 3 tháng trước, từ phân tích đây, từ khi mà SZL đang ở những cái vùng 36.5 đến vùng 37, và khi đó thì chúng ta nói đến cái câu chuyện về 6 ngành khu công nghiệp đó và 3 tháng sau thì chúng ta nhìn thấy là 6 ngành khu công nghiệp đã đi như thế nào, thì đấy là những cái phân tích định lượng sớm, ok. Mã cổ phiếu TIP, rất nhiều những anh chị là mắng mỏ TIP nên là phải động viên lại ngay các anh chị. TIP ở vùng giá 18, tại vùng giá 18 này chúng ta phân tích quay trở lại và chúng ta thấy rằng TIP đã có mấy phiên trần, phiên ngày hôm nay thì vượt lên đến vùng 24, và đó TIP cũng như vậy. 3 tháng trước chúng ta nói đến TIP, đó chúng ta nói đến TIP và những cái target của TIP mà chúng ta đề ra đó. Thì với quan điểm là gì? Hùng đã có những cái khuyến nghị rất là chi tiết cho các anh chị khi tip về đến những vùng kháng cự 22 rồi 23, 25 đó, và mục tiêu ở trong cái giai đoạn này là tip sẽ đi về lại khoảng vùng giá 25. Các điểm mua các anh chị lưu ý nhé, các điểm mua không còn nhé, không phải là cứ về đến vùng 25 là như thế là thứ hai là cứ mang tiền ra vùng 23 táng, bởi vì Hùng Lê phân tích vẫn còn lên được vùng 25, tính cua trong lỗ từ 25 trừ đi 23 vẫn được 2.000 vẫn lãi. Sai. Những cái vùng phân tích mua đó là những cái vùng ở dưới này, vùng 18 có luôn. Đây 3 ngày chuẩn bị đây, tiếp duy trì lực cầu ở vùng ổn định và tiếp tục đánh lên. Phiên nay có dấu hiệu đánh lên đó, lực cầu ổn định ở vùng 18 4 ngày trước. Ok, thì đấy là những cái đánh giá cơ bản là như vậy, thì chúng ta phải chú ý đến những cái câu chuyện đó, chứ không là cứ thấy phân tích là thế là mua táng xong đến lúc quay đầu nó giảm cho thì lại ớ trời ơi. với những cái với lực đánh hiện tại của tiếp thì tiếp có thể ổn định lại ở trên vùng 23, ở trên vùng 23 thêm phiên ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba, thì chúng ta lại xem những cái lực cầu tiếp theo, thì Hùng sẽ có những cập nhật tiếp theo đối với mã cổ phiếu tiếp SNZ. Đối với SNZ thì cũng là một mã cổ phiếu rất là mạnh, kỳ vọng vùng 28, sau đó kỳ vọng vùng 32, và với quan điểm Hùng thì đến vùng 32 thôi hết. Các anh chị của chúng ta đã chủ động chốt từng phần, và nói chung đến cái vùng này thì thôi các anh chị đó. Còn cùng lắm thì chúng ta giữ lại 20%, cổ phiếu đi đến đâu chúng ta biết đến đó, nên tóm lại chung quy lại là như vậy. GIL thì vẫn đang rất là tốt, và như vậy là với phiên giao dịch ngày hôm nay và phiên giao dịch trong tuần vừa qua, GIL không gãy vùng 20-23. Điều này cho thấy là tạo lập đang muốn đánh tiếp, và khả năng là nhịp này GIL sẽ đánh chạm vùng 26. 26 thì là trong tầm tay, nhưng cái câu chuyện nó có về được 3x hay không thì chúng ta chờ đến vùng 26 đã. Thì sang tuần tới cổ phiếu này GIL vẫn còn đu được các anh chị nhé, vẫn còn đu được. Sang tuần tới mà có những nhịp chỉnh lại đẹp đẹp ở đây thì chúng ta đu một nhát nữa, thì cơ bản là vẫn còn có khả năng ăn được T cộng. Đó, nhưng mà nhịp đu này thì chúng ta đu vừa vừa thôi. GIL vẫn còn khỏe lắm, vẫn còn thể hiện ý chí chiến đấu và chưa có những cái dấu hiệu dừng. Đó, và chúng ta thấy rằng là GIL, chúng ta nói đến cái câu chuyện GIL cũng 3 tháng trước. Lúc đó là GIL đang bắt đầu hình thành một cái câu chuyện là gì? Câu chuyện gọi là tích lũy nền đó, tích lũy nền, và từ cái vùng tích lũy nền đó, và tại cái thời điểm đó là chúng ta cũng có nói đến cái mark gap của cổ phiếu GIL có thể chạm vùng 26 cộng, và đây vẫn nói một như vậy, uptrend khoảng 35% thì nghe thơm như mùi thịt nướng, thì là đấy nó nói câu chuyện rất là vui. Tại vì cái thời điểm đó là không ai nghĩ là GIL sẽ có thể đánh được về vùng 26. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì đúng là vùng 26 là hoàn toàn khả thi, thậm chí là vùng 3x. Đó, cổ phiếu khi nó hình thành, đây là những cái điểm mà nó hình thành trend các anh chị, hình thành để nó bẻ một cái sóng trung hạn, thì cái quá trình này là cái quá trình rất là quan trọng. Và chúng ta bắt được trước cái điểm đó. DTD cũng như vậy. Đó, DTD cũng là một cái mã cổ phiếu. Đấy, các anh chị không tin, đây DTD. DTD nói đến 3 tháng trước về vùng giá mục tiêu gom vùng 10 đến vùng 10.5, sau khi mà đạt một cái nhịp đánh thứ nhất ở vùng 13, vùng 10 đến vùng 10.5 các anh chị. Đó, đây, đâu đó đây này, đó cái nhịp này. Thì đó DTD bây giờ vẫn hoàn thành luôn cả vùng 18, và bây giờ đang có ý tưởng là vượt đỉnh. Đánh vượt đỉnh thì chúng ta xem nào ý chí của cổ phiếu này như thế nào. Ý chí của cổ phiếu này là cũng đang ngon đấy. Ngon là với những cái điểm mua ở dưới, chứ còn bây giờ trên này thì nó không ngon nữa anh chị nhé. Đây là chỉ còn lại những anh chị là còn ôm lại một ít hàng để chốt đến đâu thì chốt thôi. Khả năng là sẽ đánh tiếp, không gãy vùng 18 thì đánh tiếp DTD. Cổ phiếu BCM em này thì thanh khoản nó thấp lắm, nhưng mà các anh chị cứ nhìn thấy không ạ? Đó, thanh khoản thấp nhưng mà không sao. Đấy, chúng ta nói đến vùng 24 và vùng kháng cự là bao nhiêu đấy ạ? 30. Đó, một phiên này giao dịch 53.000 cổ phiếu, chúng ta mua khoảng tầm độ 2.000 bán thoải mái. Đó, từ 24 mà lên đến 30 lãi 8.000. Cùng lắm thì lãi 7.000, 7.000 chia cho 24 bao nhiêu phần trăm? Rồi, ok, như vậy là chúng ta sẽ tạm dừng. Nói nhanh thêm một mã cổ phiếu nữa, TCM. TCM thì mục tiêu như vậy là mục tiêu của cổ phiếu này là chạm về khoảng vùng giá ở đây là bao nhiêu các anh chị? 23. Nhưng mà về đến vùng 22 này là TCM gặp khó rồi này. Các anh chị lưu ý này, ai đang cầm TCM thì trường hợp nếu như cổ phiếu này sang tuần tới mà bị mất cái điểm tựa 22 ở đây, mất điểm tựa 22 ở đây thì chúng ta bán luôn đi ạ. Như thế là chúng ta chốt lãi hết đi. Đó, QNS này chúng ta nói đến mía đường. Ok, vùng này là bắt đầu lường khừng đi ngang rồi, bỏ qua đi các anh chị. QNS tuần sau sẽ không phân tích nữa. SBT cũng không có gì cả, đây toàn là dòng tiền tạo lập thôi, kéo ngang kéo ngửa. Chúng ta nói đến thằng thằng cảng biển rất là quan trọng, và một trong những cái nhóm ngành mà sẽ được hưởng lợi trong 6 tháng cuối năm. VSC hôm nay đi được đến bao nhiêu rồi? Ok, như vậy là về đến vùng 32 là cổ phiếu này bắt đầu chỉnh giảm rồi. Mục tiêu chúng ta đặt ra ở vùng 34 nhưng đi đến vùng 32. Thì cái điểm chỉnh giảm này, những anh chị nào mà đang cầm con này á, thì các anh chị chú ý maximum được phép test về lại vùng 30, gãy vùng 30 thôi bán bỏ. Nếu trên vùng 30 này vẫn giữ được, ok. Nhịp này vẫn kỳ vọng là con này sẽ đi tiếp và sẽ chưa hết sóng, cơ bản là chưa hết sóng đối với VSC, không gãy cho phép về đến vùng 30. Tiếp một con mã nữa là HAH, là một mã cổ phiếu mà đã khuyến nghị mua rồi các anh chị. Team của Hùng Lê mua tưng bừng rồi và các anh chị lại ém hàng hết rồi, bây giờ chỉ canh để chờ coi như là bắt đầu đến cái giai đoạn chạy nước rút là thôi xả thôi. Anh chị nào mà đi sau thì cẩn thận bị xả. HAH là một con mã về cảng biển và cái tính đầu cơ của cổ phiếu này cũng rất là ok. Những cái điểm mà chúng ta phân tích ở HAH vùng 9.7 đến vùng 10 dưới này, loanh quanh ở đây dưới này thôi, chúng ta không lật lại nữa. Tín hiệu kỹ thuật hiện tại là HAH sẽ phải cần trụ lại được ở trên vùng 11, và phiên ngày hôm nay mặc dù là một phiên biến động rất là mạnh của thị trường nhưng HAH vẫn đóng cửa trên vùng 11.5, như vậy là tốt. Mục tiêu tiếp theo là cổ phiếu phải đóng được ở cái vùng 11.5. Và mục tiêu tiếp theo thì sẽ đi về khoảng vùng giá 13.5, xin lỗi cả nhà, khoảng vùng 12.5 ở đây. Cứ đi từ từ thôi, đi đến đâu xây chắc đến đó, chứ đừng có đi nhanh, là sẽ bị đạp, nên là cứ đi chậm như thế này thôi. Đó thì cũng rất là đẹp với HAH. Cổ phiếu CCL thì nó liên quan đến cảng, nhưng mà em này thì nó mang tính đầu cơ nên là chỉ thích hợp với các anh chị tham gia mã cổ phiếu đầu cơ thôi. GMD thì đã khuyến nghị trong team vào. GMD có một cái vùng ở đây, đó là cái vùng 20. Vùng 20 này rất là quan trọng, và có thể trong cái điểm ngắn ở đây thì GMD sẽ đánh ở trong một cái biên hẹp, ở vùng 20 đến vùng 21 trước khi mà GMD có một cái tín hiệu tiếp theo. Và quan điểm cùng là GMD cũng bắt đầu thoát sóng rồi, và nó cũng sẽ là một mã cổ phiếu dự báo là sẽ tốt cho 6 tháng cuối năm. Ok, như vậy là chúng ta đã đi qua tương đối là nhiều các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành, và bây giờ đã là 1 giờ 37 phút rồi, 1 tiếng 37 phút khá là dài, và cũng sẽ nói nhanh đến cái câu chuyện thị trường VN Index trong tuần tới. Thì như vậy là trong phiên ngày thứ 6 cái tuần ngày hôm nay thì VN Index đã tiệm cận về vùng kháng cự mạnh ở vùng 860 đến vùng 870 điểm. Thì ai cũng hiểu rằng khi thị trường tiệm cận về vùng kháng cự mạnh sẽ có những cái phiên dao động, rung lắc, kéo xả trong đó. Thế thì với cái kịch bản thị trường hiện tại và chúng ta có đánh giá những cái nhóm ngành, thì sang tuần tới sẽ có khả năng là VN Index sẽ có những cái điểm trả lại cung. Thì các anh chị lưu ý là những cái điểm trả lại cung đó có thể test lại ở cái biên trên, tức là mắc ở vùng 845 điểm. Đối với chỉ số VN30, thì sang tuần tới sẽ những phiên đầu tuần sẽ có những cái điểm kéo ở quanh vùng 800 điểm, và có thể kéo ở cái biên 800 đến 810 điểm. Và những cái điểm trả cung của VN30 sẽ ở khoảng vùng 788 điểm. Nếu như vẫn ở trên cái vùng 788 điểm đó thì cơ sở của chúng ta vẫn còn những cái cơ hội phục hồi. Còn ngược lại những cái biên mà bị phá hoặc là có những cái tín hiệu kỹ thuật bất thường thì như vậy là chúng ta phải sẵn sàng để chúng ta hành động, để chúng ta bán cổ phiếu. Đối với chỉ số VN30 F1M, phiên tuần tới sẽ là phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh. Tuy nhiên cái basic của VN30 Và hợp đồng phái sinh thì đến tại thời điểm hiện tại gần như nó không chênh lệch nhiều, vì vậy nên là cái câu chuyện đáo hạn hợp đồng phái sinh ấy, thì nó sẽ không có nhiều cái biến động lớn, sẽ không có nhiều biến động lớn. Và đối với phái sinh trong tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát ở cái biên có thể là sẽ có những cái điểm trả về, sẽ có những điểm trả cung về 785 điểm. Và đối với phái sinh thì chúng ta sẽ quan sát ở trên biểu đồ nến M5 để chúng ta có thêm những cái định lượng. Và như vậy là tuần tới sẽ là một cái tuần mà dự báo sẽ có nhiều biến động và sẽ có nhiều khó khăn. Đó, có nhiều biến động và nhiều khó khăn. Chính vì vậy nên là các anh chị cố gắng là bám sát các cái tín hiệu thị trường, và cố gắng bám sát các tín hiệu thị trường để chúng ta có những cái điểm hành động, để có những cái điểm hành động. Và chúng ta chú ý đến một cái câu chuyện mà Hùng có nói đến, đó là phái sinh của chúng ta đã tăng được một cái trend. Nếu mà tính ra là từ vùng đây, từ vùng 700 điểm sâu nhất ở 700 điểm và lên đến vùng 800 điểm, tức là tăng được 100 điểm là một trend dài. Thì sau một trend dài của phái sinh tăng điểm thì phái sinh sẽ có những cái điểm đi ngang đi ngửa. Đó, tức là phái sinh có thể sẽ có những cái điểm tuần này là sẽ có những cái điểm đi ngang đi ngửa ở quanh cái vùng đây, đi ngang đi ngửa quanh cái vùng 800. Và sau những cái điểm đi ngang đi ngửa đó thì sẽ có những cái tín hiệu là đi tiếp hay giảm hay là đi ngang như nào đó, sẽ có những cái tín hiệu kỹ thuật ở những cái phiên tiếp theo. Và như vậy thì Hùng sẽ cần thêm dữ liệu để có thêm những cái định lượng. Và các anh chị nếu mà chúng ta muốn có được những cái cập nhật thường nhật ở trong phiên về thị trường, về cổ phiếu thì Hùng Lê mời các anh chị về team của Hùng Lê. Ok, bản tin phân tích định lượng thị trường đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các cái bản tin video tiếp theo.